Trường 3 3140, kém một chút, sau hơn 10 kiếm, Hà Lập Quần bị chém bay xa vô tận, bành một chút, ném tới trên đại địa, xô ra một cái hố sâu, cả người biến mất không thấy. Nhưng chỉ một nháy mắt, chỉ nghe bành, đại địa toái mở, Hà Lập Quần giết ra, tay hắn nắm ám nguyệt thương, khóe miệng mang máu, tóc tai bù xù, lộ ra vô cùng chật vật. Chiến lược kém mười mấy lần, liều mạng đương nhiên chính là cái kết quả này. Hà Lập Quần nhìn Lăng Hàn thật sâu, hắn không có ý định ham chiến, mà muốn lập tức rời đi, chỉ cần hắn có thể khôi phục lực lượng, dù yêu nghiệt như Lăng Hàn cũng không phải đối thủ của hắn, điểm ấy nắm chắc hắn vẫn phải có. Hừ, Lăng Hàn làm sao có khả năng thả hắn rời đi, dưới chân nhanh chóng truy đuổi. Bất quá, không thể không nói, ở dưới tình huống thực lực chênh lệch không nhiều, một phương muốn chạy trốn, một phương khác muốn ngăn cản thực sự quá khó khăn. Hà Lập Quần cất bước trước, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách yếu ớt dẫn trước, Lăng Hàn làm sao cũng không rút ngắn được còn tốt chính là nơi này chỉ có một lối ra mà thời điểm thông qua khe nứt là không thể nào nhanh được đầy đủ thời gian để lăng hàn cản hà lập quần lại mắt thấy sắp tới khe nứt oanh một đạo công kích trùng trùng điệp điệp đánh tới đánh thẳng lăng hàn đây là lực lượng tam bộ cấp lăng hàn không thể không quay người trở lại đấm ra một quyền bành năng lượng nổ tung nhấc lên siêu cấp phong bạo quanh quần ở thế giới dưới đất hắn quay đầu chỉ thấy hà lập quần đã từ khe nứt chạy ra ngoài mặc dù cái kia cần thời gian lại chỉ là một nháy mắt mà thôi, chớp mắt là qua. Hiện tại khẳng định không đuổi kịp, sắc mặt lăng hàn âm trầm, xoay người lại, nhìn về phía người ra tay với hắn. Kia là, thân phi, thấy lăng hàn lộ ra vẻ giận dữ, muốn xuất thủ, thân phi cười ha ha. Không thể không thừa nhận, chiến lực của ngươi thật sự mạnh đến mức kinh người, nhưng vũ huynh, triệu huynh, như huynh đều sẽ cùng bản tôn cùng tiến cùng lui, ngươi lấy một địch bốn, lại có phần thắng sao. Hắn điểm tên đều là tứ bộ thiên tôn, Hiện tại Y Nguyên có chiến lực của tam bộ đỉnh phong. Lang Hàn là rất mạnh, ở trong tam bộ cơ hồ có thể vô địch, nhưng dù sao chỉ có một người mà thôi. Thật sự là vô sỉ, Sư Nhân 12 đầu lạnh lùng nói, Bản Tôn thật sự là nhìn người khó chịu, các huynh đệ, chung một chỗ đánh ra hỏa này. Tốt, cái dị loại khác nhau nhau gật đầu, sắc mặt của thân phi không khỏi kịch biến, nếu như ở tầng thứ 5, hắn đương nhiên không sợ những người này, lật tay liền có thể trấn áp nhưng bây giờ chừng trăm tam bộ thiên tôn cùng nhau tiến lên, bốn người bọn họ làm sao có thể đối kháng? Các ngươi chớ có xúc động, bản tôn có thể đáp ứng các ngươi, mang các ngươi ra ngoài, do các đại nhân vật đến quyết định vận mệnh của các ngươi." Thân Phi vội vàng nói, hắn biết tuyệt đại bộ phận người đều có ý nghĩ đồng dạng như hắn. Bởi vậy, hiện tại không ngại trước ổn định những dị loại này, dù sao bọn hắn một cái cũng chạy không được. "Ha ha, trước không cần quan tâm nhiều, đánh một trận lại nói." có một hầu từ sáu tay nói hắn tính khí nóng nảy xuất thủ trước bắn nhanh về phía thân phi hắn khẽ động dị loại khác cũng nhao nhao xuất thủ lập tức biến thành trên trăm dị loại quần ẩu bốn người kia dĩ nhiên là tuyệt đối nghiền ép cũng làm cho đám tam bộ thiên tôn như sư mộng ngọc căn bản không dám nhúng tay còn tốt chính là những dị loại này thật chỉ đánh đau đám người thân phi mà không có dự định lấy tính mạng của bọn họ lang huynh vẫn là khuyên nhủ bọn hắn đi sư mộng ngọc nói với lăng hàn nàng vẫn luôn là người ba phải cái này cũng không thể để bốn tứ bộ thiên tôn bị đánh chết a à. coi như không đánh chết bị quân ẩu như vậy cũng không tốt ngày sau để mấy vị này làm sao gặp người lăng hàn nhún nhún vai ta cùng bọn hắn không phải một phe bọn hắn làm sao sẽ nghe ta ngươi cho rằng ta thực sự thông đồng với địch hắn mới sẽ không đi khuyên chính là thân phi xuất thủ để hà lập quần chạy cơn tức này vẫn không có ra còn muốn hắn ra mặt nằm mơ sư mộng ngọc cũng không thể khuyên nữa lăng hàn đã nói như vậy trực tiếp ép nàng im lặng đánh hơn nửa ngày đám người hầu tử sư nhân mới dừng tay chỉ thấy bốn người thân phi đều là mặt mũi bầm dập thảm đến cực hạn bốn người này đều xấu hổ giận dữ muốn chết đường đường tứ bộ thiên tôn thế mà bị tam bộ quần ẩu để bọn hắn làm sao chịu nổi nhưng bọn hắn đều im lặng nếu ngay cả chút nhẫn nại ấy cũng không có bọn hắn làm sao có thể trở thành tứ bộ bọn hắn nhất định sẽ báo thù lăng hàn hỏi dị loại sự tình viên thiên tôn ký hiệu kia dị loại rất tôn trọng hắn một là trước đó chỉ có lăng hàn vì bọn hắn bênh vực lẽ phải hai là chiến lực của lăng hàn cực cao có được tư cách cùng bọn hắn ngang hàng bọn hắn nói thực bẩm báo thiên tôn ký hiệu này giấu ở sâu dưới lòng đất lúc trước vô số tam bộ thiên tôn đẫm máu toàn bộ chảy xuôi đến nơi đó trải qua vô số năm nơi đó cũng phát sinh dị biến thay ngén ra một viên thiên tôn ký hiệu nhưng bây giờ ký hiệu này còn không có xuất thế mà dưới nền đất máu của thiên tôn như biển Ai cũng không có khả năng tiếp nhận nhiều máu của Thiên Tôn ăn mòn như vậy, bởi vậy, coi như bọn hắn ở chỗ này vô số năm, cũng chỉ có lẳng lặng chờ đợi. Gần đây, cái ký hiệu này xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, hẳn là sắp đến lúc xuất thế. Đúng rồi, nơi này còn có mấy người như các ngươi. Sư nhân 12 đầu đột nhiên nói, "Cái gì?" Đám người lăng hàn chấn kinh, hầu tử sáu tay gật đầu, "Không sai, lúc trước tổng cộng có 13 người cùng chúng ta cộng đồng bị nhốt ở đây." nhưng khi đó chúng ta còn chưa khai hóa linh trí, một mực đại chiến, chúng ta chết mười mấy huynh đệ, nhưng bên kia cũng chết chín người. Thẳng đến chúng ta mở ra thần trí, song phương mới rốt cuộc ngưng chiến, nhưng bốn người này không muốn cùng chúng ta ở chung một chỗ, đang ở bên kia. Không được, các dị loại đột nhiên hô, mau trốn vào trong hố thi, dùng thi thể đắp lên. Bọn hắn cũng không phải gọi mà thôi, mà lập tức thi hành. Kim Quang trải diệu một viên thiên tôn ký hiệu vô cùng sống động. Tất cả mọi người ý động, bọn hắn tới đây mục đích không phải là vì lấy được thiên tôn ký hiệu sao. lang Hàn lại quyết định thật nhanh, nhanh, chương 3141, huyết hải sôi trào. Đám người nữ hoàng run lên, vội vàng động theo hắn, nhau nhau chui vào trong một hố thi, lại chộp thi thể thiên tôn bốn phía tới đắp lên. Phần lớn người đều làm theo, dù sao nhìn những dị loại kia tràn đầy sợ hãi, này tuyệt đối không phải giả vờ. Nhưng số ít mấy người bị tham lam che đậy tâm linh, đều nhìn chằm chằm mặt đất, khát vọng trước tiên thu hoạch được thiên tôn ký hiệu có được sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên một mảng lớn oanh đúng lúc này mặt đất bốn phía còn có vách đá trên đỉnh đầu đồng thời chảy ra máu tươi máu tươi như thủy chiều cấp tốc trào lên mà vách hang bốn phía thì giống như hồng thủy dương lên đầu sóng mãnh liệt trên đỉnh đầu thì rơi xuống mưa máu tươi trang diện này cực kỳ hùng vĩ các thiên tôn còn không có tìm được công sự che chắn quá sợ hãi bởi vì mưa máu huyết thủy này đều có tính ăn mòn đáng sợ để bọn hắn trong nháy mắt liền bị thương tổn cực lớn. Mau tìm hố thi, bọn hắn vội vàng chạy tứ tán, nhưng bây giờ còn muốn tìm công sự che chắn đã trễ, mắt trần có thể thấy, làn da, huyết nhục trên người bọn họ từng khối rơi xuống, rất nhanh liền chỉ còn lại có một bộ xương, bành, ngã vào trong biển máu, thần thức cũng bị ma diệt. Những người này căn bản là nhất bộ thiên tôn, ở dưới lực ăn mòn như vậy căn bản không chịu nổi một kích. Mặc dù mấy người lăng hàn núp ở dưới đống thi thể, nhưng vẫn có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài, ai cũng biến sắc. Huyết hải này ăn mòn thật là đáng sợ, ngừng tụ huyết nhục, linh hồn vỡ vụn của vô số tam bộ thiên tôn, chỉ sợ tứ bộ thiên tôn toàn lực phòng ngự mới có thể gánh vác được. Nhưng nơi này tu vi bị áp chế đến tam bộ, ngay cả tứ bộ, ngũ bộ thiên tôn trọi cứng cũng chỉ có đường chết. Còn tốt chính là, thì thể thiên tôn có thể chống cự huyết hải xâm nhập, để tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không có qua bao nhiêu thời gian, huyết hải liền bắt đầu giảm xuống, tốc độ rất nhanh, mặt đất lộ ra, lại trở thành một bình nguyên cự đại. Đám người lăng hàn đều từ dưới đống thi thể đi ra, rất nhanh liền phát hiện những người chưa kịp chạy trốn, hiện tại đương nhiên chỉ còn lại có từng chồng bạch cốt, còn có sinh mệnh khí tức yếu ớt. Cái này đã không cứu sống nổi, tàn hồn lung lay sắp đổ, chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tất cả mọi người cảm khái, đây chính là thiên tôn A, vô luận ở đâu cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ở nơi này lại chết không có ý nghĩa như thế. Các người nói, còn có người của viêm xương vị diện ở chỗ này. Lăng Hàn nhắc lại chuyện cũ, trước đó bọn hắn mới nói nơi này có bốn người của viêm xương vị diện, sau đó huyết hải liền xô trào. Sư nhân 12 đầu gật đầu, bọn hắn ở bên kia, phải thông qua đoạn nham thạch đứt gãy trước kia đại chiến, làm hỏng đại địa nơi này. Cho nên bốn người kia liền từ dưới đất đi xuyên qua. Đám người Lăng Hàn nhìn lẫn nhau, đi xem một chút, bọn hắn ở trong địa tầng đứt gãy một đường lục lọi đi qua. Tốc độ cũng không nhanh, mà địa tầng đứt gãy, tạo thành rất nhiều lối rẽ, bởi vậy bọn hắn đi rất nhiều ngày, mới từ trong khe nước đi ra, chỉ gặp nơi đây lại là một bình nguyên, nhưng diện tích không lớn lắm. Bọn hắn đưa mắt nhìn, chỉ thấy cách đó không xa liền có một người đứng, nhưng nhìn kỹ một chút, liền có thể phát hiện đây không phải là một người, mà là một kim tượng, nhưng lớn nhỏ giống người như đúc. A, à, vì cái gì nơi này sẽ có pho tượng? Tất cả mọi người kỳ quái. Bình thường, kiến tạo pho tượng là vì kỷ niệm ai, ở chỗ này có ý gì? bọn hắn đi về phía trước đi tới trước mặt kim tượng a à, kỳ quái có mấy người đều hét lên kinh ngạc cảm thấy kim tượng này rất không thích hợp lang hàn cũng như thế nhưng muốn nói không đúng chỗ nào hắn lại nói không ra đúng lúc này kim tượng đột nhiên nhúc nhích biên độ cực nhỏ hả mặc dù biên độ rất nhỏ nhưng mọi người đều là thiên tôn làm sao có khả năng không phát giác tất cả mọi người kinh hãi chăm chú vào trên kim tượng tạp kim tượng lại động lần này biên độ liền muốn lớn hơn rất nhiều. Đầu tiên là tay trái, sau đó tay phải, lại hai chân, ông, kim tượng mở hai mắt, sáng bóng kim loại rút đi, biến thành một người sống sờ sờ. Rốt cục có người đi vào rồi, kim tượng này nói, chờ nhiều kỷ nguyên như vậy, thiên địa mở lại sao? Tiền bối, đám người đều nói, tứ bộ thiên tôn cũng bị đánh thảm, không có một cái nào xuống, bởi vậy nơi này tu vi cao nhất cũng chính là tam bộ thiên tôn, từ thời gian thành đạo đến tính, đều là vãn bối của những tam bộ năm đó. Kim tượng khẽ động toàn thân, hóa thành một nam tử trẻ tuổi nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, mặt mũi hắn tràn đầy tang thương nói. Bản tôn vũ ngữ phong, tình huống bây giờ thế nào? Hồi bẩm tiền bối, chúng ta còn tại cùng cuồng loạn đánh trận. Cảnh huyền đan nói, vũ ngữ phong gật gật đầu, sau đó phát ra một tiếng hét dài, vang vọng cả bình nguyên. Chỉ một lúc sau, liền có ba tên cường giả bay vụt tới, đều tản ra khí thức tuế nguyệt tam thương một người trong đó càng bước vào tứ bộ chỉ là thiên địa áp chế hắn vẫn chỉ có chiến lược tam bộ người này thật sự là không đơn giản ở dưới hoàn cảnh thiên địa như thế còn có thể tiến thêm một bước thiên phú võ đạo quá dọa người ngài là trang phi thủy tiền bối sư mộng ngọc nhìn tên tứ bộ thiên tôn kia đột nhiên hoảng sợ nói hai mắt bắn ra hào quang kinh người tứ bộ thiên tôn kia có chút dừng lại kinh ngạc nói không nghĩ tới thế mà còn có người nhận được bản tôn hắn chính là Trang Phi Thụy, thiên tài chắc tuyệt nhất năm đó. Sư Mộng Ngọc có chút kích động nói, tiền bối ban đầu ở tầng thứ tư là nhân vật phong vân nhất, tổng bảng chiến tích xếp hạng thứ 9, lúc này còn có thể ở trên tổng bảng nhìn thấy xếp hạng của tiền bối, hơn nữa chỉ bị đẩy xuống vị trí thứ 12. Trang Phi Thụy kinh ngạc, mới trôi qua mấy kỷ nguyên, bản tôn liền bị dồn xuống ba vị trí. Năm đó hắn ở tầng thứ tư đợi thời gian mặc dù không dài, nhưng hắn quá yêu nghiệt, thình lình giết tiến vào tổng bảng thứ 9, nếu không phải lúc trước không gian trùng vị, bị ép ở tầng thứ hai khai chiến, dẫn đến mất đi ưu thế tường thành, khiến cho hắn bị nhốt ở đây, chiến tích của hắn còn có thể lại hiển lộ hách rất nhiều. Có lẽ, sẽ lên tổng bảng thứ nhất, chương 3142, Trang Phi Thủy. Dù như thế, chỉ cần nhìn xem trận chiến lúc trước thảm liệt, nhưng hắn lại còn sống, hơn nữa còn tiến thêm nhất bộ, trở thành tứ bộ thiên tôn, liền có thể biết hắn yêu nghiệt đến cỡ nào. Cảnh huyền đan gật đầu, mấy kỷ nguyên này lại ra mấy tồn tại vô cùng yêu nghiệt, giống như Lâm U Liên Đại Nhân, Tân Khí Hổ Đại Nhân, Ngô Hạo Dương Đại Nhân, vẻn vẹn chỉ dùng một tỷ năm liền tu thành tứ bộ thiên tôn. Trang Phi Thụy lộ ra vẻ nghiêm nghị, thật đúng là không thể coi thường, được rồi, hiện tại chúng ta nên rời đi nơi này. Hắn nói, thân là tứ bộ thiên tôn, lại là thiên tài mạnh nhất, hắn tự nhiên nói như ra lệnh. Bất quá, trước đó còn có hai chuyện phải hoàn thành. Thứ nhất, đạt được thiên tôn ký hiệu nơi này. Tất cả mọi người gật đầu, đây cũng là mục đích chủ yếu của bọn hắn. Thứ hai, Trang Phi Thụy lộ ra sát ý lành lạnh, giết sạch những dư nghiệt cuồng loạn kia. Lăng Hàn nhướng mày nói, Trang tiền bối, những dị loại kia đã sinh ra ý thức, không có khả năng lại thay cuồng loạn bán mạng, có thể hấp thu vào đội ngũ của chúng ta, tăng cường thực lực của chúng ta. Ừm, Trang Phi Thụy nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra vẻ không vui. Chỉ là nhất bộ, cũng dám chỉ trích bản tôn. Thời điểm bản tôn dục huyết phấn chiến, người không biết ở nơi nào. Hắn là thiên tài bực nào, lúc trước được vô số người xem trọng, tương lai tất thành ngũ bộ, ngay cả lục bộ, thất bộ cũng không phải không có khả năng. Hiện tại một nhất bộ hậu bối nho nhỏ lại dám nghi ngờ quyết định của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể không giận. Mấy kỷ nguyên qua, hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này, mỗi ngày đều tu luyện, tính cách không vặn vẹo mới gọi kỳ quái. Lăng Hàn lắc đầu, người cũng bất quá là một thành viên của viêm xương vị diện, có tư cách gì một lời định ra chỉ bằng bản tôn là Trang Phi Thụy. Trang Phi Thụy lạnh lùng nói, vươn tay bắt về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa tay đón đỡ, banh, một làn sóng xung kích lập tức từ giữa hai người tán phát ra, truyền lực về phía bốn phương tám hướng, lập tức để không ít người đều người ngã ngựa đổ. Ừm, Trang Phi Thụy lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ là tiện tay, nhưng một kích này cũng không phải là nhất bộ thiên tôn có thể ngăn cản được. Có chút bản lãnh, khó trách dám phách lối ở trước mặt bản tôn. Hắn xuất thủ lần nữa, oanh, lần này, lực lượng của hắn bùng lên càng thêm đáng sợ. Ánh mắt của Lăng Hàn co lại, uy lực của một kích này đúng là vượt qua tam bộ. Hắn vội vàng vận chuyển một thiên tôn ký hiệu, nghênh đón về phía trang phi thủy. Bang, tay của hai người lần nữa đụng vào nhau, Lăng Hàn nhướng mày, một kích này nhìn như hắn cản được, nhưng phải biết, trang phi thủy không có vận dụng thiên tôn ký hiệu. Nói cách khác, thời điểm đối phương ở nhất bộ, rút ra lực lượng vị diện số lượng tuyệt đối không phải ít, có lẽ mấy cái, có lẽ mười cái, thậm chí mười mấy cái. Lăng Hàn đã không còn ngạc nhiên, thiên tài lấy phương thức như vậy đột phá nhất bộ kỳ thật rất nhiều, cũng không chỉ hắn cùng nữ hoàng, nhưng Lăng Hàn tin tưởng, trừ hắn ra, những người khác hẳn giống như nữ hoàng, dung hợp lực lượng vị diện rút ra thành một hạch tâm, mà không phải để bản thân hóa thành nguyên thế giới. Đương nhiên nhiều như vậy cũng chỉ là tương đối, chỉ giới hạn ở những thiên tài cực kỳ đỉnh tiêm kia, mỗi một bước có khả năng chỉ khoảng 10 cái. Nhưng mà, Trang Phi Thụy dù sao ở trên cảnh giới chiếm ưu thế tuyệt đối, dù ở bước đầu tiên tu luyện trình độ xa xa không bằng lăng hàn, nhưng vẫn như cũng có thể dựa vào ưu thế cảnh giới thủ thắng. Bản tôn muốn giết người, người ngăn không được, Trang Phi Thụy liên tục xuất thủ, chiêu chiêu bá đạo. Lăng hàn lạnh lùng không nói, chỉ cùng Trang Phi Thụy không ngừng đối oanh. Bản tôn muốn giết ngươi, ngươi lại trốn được sao? Trang Phi Thụy tiếp tục nói, cho thấy tự tin mãnh liệt. Lực lượng của hắn càng lúc càng lớn, đều sắp muốn đạt tới tứ bộ. Lăng Hàn toàn lực đối kháng, hắn tuyệt không phải người dễ dàng buông tha tất cả mọi người lắc đầu đáng tiếc a à, lăng hàn yêu nhiệt tuyệt đối không kém hơn trang phi thụy thậm chí càng vượt qua nhưng không có biện pháp ai bảo hai người tranh lệch cảnh giới quá lớn hiện tại bản tôn muốn giết ngươi ngươi lại như thế nào trang phi thụy đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động hắn phóng thích lực lượng chiến lực đã bước vào tứ bộ chấn đến lăng hàn ngay cả phòng ngự cũng miễn cưỡng bất quá chỉ là nhất bộ thiên tôn trang phi thụy khinh thường nói đoán chừng mấy kỷ nguyên này hắn cũng không có nói qua mấy câu tới tới đi đi chỉ bốn câu mà thôi cho nên hiện tại trang phi thụy muốn biểu hiện mình cực kỳ mãnh liệt dù sao lúc ấy hắn là thiên kiêu mạnh nhất ghét nhất chính là có người không nghe mệnh lệnh của mình lang hàn khổ chiến hắn đây cũng không phải xính cưỡng mà bởi vì trên thân hắn còn có một tấm tín phù mà sở hạo cho hắn chỉ cần xé mở liền có thể bộc phát ra lực phá hoại của ngũ bộ đủ để diệt sát trang phi thụy coi như nơi này áp chế lực lượng nhưng thủ đoạn của lục bộ thiên tôn hẳn sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên, nếu như đến thời điểm bất đắc dĩ, Lăng Hàn khẳng định sẽ lấy ra tín phủ đối địch, nhưng ở trước đó, hắn vẫn muốn thử lực lượng của mình một chút, có thể cùng Trang Phi Thụy chiến tới trình độ nào. Trang Phi Thụy thật sự là tịch mịch quá lâu, hắn căn bản không ngừng, không ngừng trào phúng Lăng Hàn, Lăng nhục đối phương, phụ trợ sự cường đại của hắn. Những người khác cũng rất cho mặt mũi, đối với chiến lược của Trang Phi Thụy biểu thị ra thưởng thức, dù sau năm đó hắn đúng là người mạnh nhất ở tầng thứ tư không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn bây giờ thấy hắn không chết càng ở dưới tình huống ác liệt này bước vào tứ bộ tự nhiên khâm phục so sánh với đó lăng hàn làm việc quá mức biệt lập căn bản không cho người ta mặt mũi vậy hiện tại hắn rơi vào thế yếu tự nhiên không có người sẽ giúp hắn đám người nữ hoàng dù sao thế đơn lực bạc cũng may bọn hắn biết lăng hàn còn có át chủ bài nên không sốt ruột trong vòng ba chiêu để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Trang Phi Thụy ngạo nghễ nói, hắn đã lười cùng Lăng Hàn dây dưa, một viên thiên tôn ký hiệu dương động, hắn muốn triệt để chấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn thở dài, thực sự chỉ có thể làm đến tình trạng này, đối phương dùng toàn lực, hắn nhất định phải vận dụng tín phù của sở hạo. chương 3143, đảo ngược, đang lúc hắn muốn lấy tín phù ra, oanh, thiên địa cự chiến, một cỗ vĩ lực không cách nào hình dung đánh tới, ảnh hưởng tới mỗi người. A, à, lực lượng của ta lại bị áp chế, ghê tởm, vị diện lần nữa trùng vị, lực lượng của chúng ta bị áp chế trở về nhất bộ. Nhị bộ, tam bộ thiên tôn đều khó chịu nói, sau đó bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, đều nhìn về phía lăng hàn. Bành, lăng hàn hét dài một tiếng, một quyền nặng nề oanh ra, đánh vào trên tay trang phi thủy. Đại lực phun trào, trang phi thủy lập tức bị một quyền đánh bay, thân hình cấp tốc thu nhỏ, sau đó bành một chút, đâm vào tầng nham thạch trên đỉnh núi, tứ chi mở ra, tạo thành một hình chữ đại. Cái này, Vừa rồi vẫn là Trang Phi Thụy vô cùng cường thế, trấn áp đến Lăng Hàn hoàn toàn không có sức hoàn thủ, nhưng bây giờ lại phong hồi lộ chuyển, Trang Phi Thụy bị Lăng Hàn một quyền đánh bay. Tất cả mọi người biết là vì cái gì? Đơn giản, đánh nhau cùng cấp, Trang Phi Thụy không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Bang, Trang Phi Thụy từ tầng nham thạch bay ra, hai mắt hắn phun lửa, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, lúc này hắn thật sự là bạo nộ rồi. Sau khi tiến lên thiên tôn, hắn còn không có bị thua thiệt như vậy. Hơn nữa lúc trước hắn đại chiếm thượng phong, biểu đạt khinh thường lăng hàn mãnh liệt, một vạn cái xem thường đối phương, nhưng bây giờ lại bị đối phương một quyền đánh bay, tương đương với vứt toàn bộ nhục nhã xuống trên đầu mình. Hắn có thể không xấu hổ thành giận sao? Hắn không nói hai lời, trực tiếp giết tới, muốn oanh lật lăng hàn, tẩy nhục trước đó. Đánh nhau cùng cấp, ta trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Lăng hàn xuất thủ, ấn về phía trang phi thụy, bất quá. Trang Phi Thụy dù sao cũng là siêu cấp thiên tài, mặc dù không có yêu nghiệt như Lăng Hàn, cảnh giới bị ép đến nhất bộ, nhưng lực lượng vẫn là đạt đến nhị bộ. Vừa rồi Lăng Hàn là lấy lực lượng tam bộ chiến tứ bộ, hiện tại hắn lại lấy lực lượng tam bộ khi dễ nhị bộ, kỳ thật tranh lệch của song phương vẫn là một cảnh giới, chỉ là xu thế mạnh, yếu lại hoàn toàn tương phản. Lần này, đổi lại là Trang Phi Thụy đau khổ trèo trống, dùng ra từng cái thiên tôn ký hiệu, còn vận chuyển thiên tôn bảo thuật, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, giống như Lăng Hàn trước đó. Cuồng A, lại cuồng cho ta xem. Lăng Hàn khẽ nói, song quyền huy động như mưa, tốc độ đánh càng lúc càng nhanh. Trang phi thủy cắn răng liều chết, hắn một vạn lần không nguyện ý cúi đầu ở trước mặt Lăng Hàn, chuyện này với hắn mà nói, đơn giản còn khó chịu hơn giết hắn. Hắn có tín niệm, cái kia chính là không gian trùng vị nơi này liên tục kịch biến, khả năng không bao lâu nữa sẽ trở lại tầng không gian thứ tư. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ cho Lăng Hàn đẹp mắt. Ha ha, vậy ta trước chân áp ngươi. Lăng Hàn cũng không dám quá mức chủ quan, vị diện trùng vị nơi này quá quỷ dị, ai cũng không biết lúc nào là tầng thứ tư, lúc nào lại về tới tầng thứ hai. Bành bành bành, hắn từng quyền bá đạo, đánh cho trang phi thụy mặt mũi tràn đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Đám người sư mộng ngọc hoàn toàn nói không ra lời, đánh nhau cùng cấp, có thể thể hiện ra ai càng yêu nghiệt nhất, mà không hề nghi vấn, người này là Lăng Hàn. Gia hỏa này đến cùng biến thái đến mức nào, hắn đến cùng rút lấy bao nhiêu lực lượng vị diện? Nhưng tổng lượng lực lượng vị diện không có khả năng phá ngàn, nếu không dù nhất thời có thể tiếp nhận, nhưng theo những lực lượng này tăng lên, cũng sẽ tự mình hủy diệt. Bởi vì võ giả đều là từ nhất bộ, nhị bộ đi tới, người lục bộ xác thực có thể trấn áp hơn ngàn vị diện cấp thấp, nhưng chẳng lẽ thực lực lục bộ của ngươi là bỗng dưng chiếm được sao? Đây là một nghịch lý, muốn khống chế một nghìn lực lượng vị diện trở lên, vậy thì chỉ ít cần lực lượng ngũ bộ, nhưng tu luyện lực lượng vị diện, chế nhất cũng phải từ nhất bộ bắt đầu, cái kia lại làm sao thực hiện. Chính bởi vì những người này đều là thiên tài, cho nên bọn hắn càng thêm hoang mang, như bọn người sư mộng ngọc, trong cơ thể bọn họ cũng có mấy chục đạo lực lượng vị diện, nhưng đây chính là cực hạn của bọn hắn, nhiều một đạo cũng sẽ để thân thể bọn họ bảo tạc. Vì cái gì lang Hàn có thể mạnh như thế? Bành, lang Hàn đá ra một cước, đá vào trên bụng trang phi thủy, làm cho đối phương bay thẳng, hắn nhanh chóng truy đuổi, bành bành bành, liên tiếp oanh kích, sinh sinh đá trang phi thủy thành hai đoạn. Nhưng sinh mệnh lực của thiên tôn quá mạnh, Trang Phi Thụy nhất niệm chuyển qua, hai đoạn thân thể dính lại chung một chỗ, hỗn độn khí lưu chuyển, vết thương cấp tốc biến mất. Banh, chỉ là hắn vừa mới miễn cưỡng khép vết thương, trên mặt lại bị Lăng Hàn đập một quyền, nửa bên gò má liền không còn. Chiến đấu ở dưới tình huống hắn không ngừng bị ngược đãi tiến hành, để thương thế của hắn không ngừng tăng thêm. Không có người hỗ trợ, không dám a, à, hiện tại chiến lực của Lăng Hàn là tam bộ, ai lên người đó ăn đòn. Trang Phi Thụy không còn dám đón đỡ hắn bắt đầu trốn chạy kéo dài thời gian chỉ cần không gian trùng vị lần nữa phát sinh hắn liền sẽ bắt đầu phản kích rửa sạch nhục nhã một cái trốn một cái theo đuổi lực lượng của bọn hắn kém một cảnh giới trang phi thủy muốn chạy trốn vốn rất khó lại thêm nơi này không gian có hạn trang phi thủy càng khó mà đào thoát hắn không ngừng bị oanh chúng gãy tay gãy chân chặt đầu vô cùng thê thảm cảnh huyền đan thở dài vũ ngữ phong thở dài bách lý ca thở dài sư mộng ngọc thở dài ở trong ấn tượng của bọn hắn Trang Phi Thủy cường đại đến gần như vô địch, năm đó danh xưng thiên tài mạnh nhất, nhưng bây giờ lại bị người đuổi theo đánh, thật là khiến người ta thổn thức. Thiên kiêu mới thế hệ này thật sự là vượt thời đại, tam thiên vương như Lâm U Liên, tân khí hổ để bao nhiêu thế hệ trước xấu hổ, vốn cho rằng Lăng Hàn đã hoàng hôn Tây Sơn, lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại chỉ là lắng động bản thân, một khi bạo phát ra, hắn liền kinh thiên động địa. Ông, đột nhiên, kim quang tràn ngập, thiên tôn ký hiệu lại xuất hiện. Tất cả mọi người rời lực chú ý qua, coi như sư mộng ngọc coi trang phi thụy là thần tượng sùng bái, nhưng bây giờ vẫn kiên định dịch chuyển ánh mắt. Đều đạt tới thiên tôn vị, nhìn nữ từ tình sớm đã bị bỏ qua một bên, sẽ không có gì so với thực lực cường đại càng trọng yếu hơn. Lần này, xuất hiện ký hiệu càng nhiều, vũ ngữ phong kinh hô, chương 3144, tranh đoạt thiên tôn ký hiệu một Hắn ở đây đã mấy kỷ nguyên, mỗi lần thiên tôn ký hiệu xuất hiện, hắn tự nhiên cũng sẽ lĩnh hội, có đủ quyền lên tiếng nhất những người khác cũng gật đầu, lần này hiển hóa ra thiên tôn ký hiệu quả nhiên nhiều hơn vãng muốn, càng thêm hoàn chỉnh, hơn nữa không còn mơ hồ, giống như muốn từ dưới nền đất phù thăng. Bọn hắn vội vàng lĩnh hội, một khi thiên tôn ký hiệu thực sự xuất thế, vậy thì tiếp tục không được bao lâu, sẽ rất nhanh tiêu tán ở giữa thiên địa. Trên thực tế nếu không phải nơi này là chỗ hai vị diện va chạm, thiên tôn ký hiệu căn bản không có khả năng tồn tại, sớm đã bị ma diệt rơi mất lăng hàn cũng ngừng tay trang phi thụy vừa định quay đầu nhìn về phía thiên tôn ký hiệu lại bị lăng hàn dập một phát trực tiếp dính mặt người ngã xuống dưới hắn không còn trà đạp trang phi thụy nữa mà trước lĩnh hội cái ký hiệu này xác thực lần này ký hiệu càng thêm hoàn chỉnh nhưng đây cũng là tương đối không sai biệt lắm hiển hóa ra một nửa chỉ là cực kỳ tinh tường đã không còn cảm giác mơ hồ toàn trường một mảnh tĩnh lặng tất cả mọi người tính toán lấy thiên tôn ký hiệu này Ai cũng không biết trên đời này hết thảy có bao nhiêu thiên tôn ký hiệu, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái liền sẽ gây nên tranh đoạt, đánh sống đánh chết. Người đều có tư tâm, cuồng loạn là phải đối kháng, nhưng bản thân cũng cần trở nên cường đại. Lần này, thiên tôn ký hiệu này tựa hồ là thực sự xuất thế, kim quang diệu chiếu, thật lâu không tiêu tan. Trang phi thủy từ từ tỉnh lại, bò lên sau muốn xuất thủ, nhưng thời điểm ánh mắt quét đến phiến màu vàng kim kia, hắn liền khắc chế xuống. Thiên tôn ký hiệu thứ nhất, có được, lại tìm lang hàn tính sổ. Hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tính toán thiên tôn ký hiệu, nhưng hắn lập tức biến sắc. Bởi vì cái thiên tôn ký hiệu này lại xuất hiện vỡ vụn. Duy trì không được bao lâu, muốn hóa tán ở trong thiên địa. Hưu, 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 lập tức liền có mười mấy người đồng thời xông ra, lao về phía dưới nền đất phá vỡ. Mọi người đều biết, thiên tôn ký hiệu đúng là chân chính hiển hóa, nhưng cũng chính vì như thế, nó không có khả năng duy trì thời gian quá dài chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn biến mất cho nên bọn hắn nhất định phải lặn xuống đất đi thấy chân diện mục của thiên tôn ký hiệu không có ai biết ký hiệu này còn có thể tiếp tục bao lâu cho nên nhất định phải nhanh lang hàn nữ hoàng trang phi thủy đều ở trong đó bọn hắn không ngừng lặn về phía dưới mặt đất tìm kiếm lấy chỗ chân chính của thiên tôn ký hiệu nhưng mà bọn hắn càng tiến lên áp lực phía trước càng lớn phảng phất như người bình thường tiến vào vũng lầy gặp nhiều gian khó bành 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 Đám người vừa xông còn vừa ra tay đánh nhau, thiên tôn ký hiệu đã xuất thế, chỉ có một người mới có thể có được, cho nên hiện tại nhất định phải tranh đoạt. Chẳng cần biết ngươi là ai, tuyệt không nhường cho. Oanh, trang phi thụy xuất thủ tới Lăng Hàn, hắn xem Lăng Hàn là đối thủ mạnh nhất. Lăng Hàn một cước giấm tới liền đạp bay đối phương, nhưng ngay sau đó, hắn liền phát ra một tiếng kêu nhẹ. Vị diện trùng vị lại phát sinh, nơi này biến thành tầng không gian thứ tư. Lăng Hàn, hiện tại đến phiên ta trang phi thủy cười to một tiếng giết về phía lăng hàn hắn tự nhiên cảm giác được lực lượng của mình khôi phục chỉ ít khôi phục đến tam bộ hắn giết trở lại lực lượng tăng vụt lập tức hoàn toàn nghiền ép lăng hàn đương nhiên bây giờ không phải là thời điểm thanh toán nhau trang phi thủy đánh bay lăng hàn lần nữa xông về trước a à, mới xông ra mấy bước hắn liền cao mày bởi vì không gian trùng vị lại phát sinh lăng hàn giết tới nghiền hắn ép nhưng mà lăng hàn chỉ tiến về phía trước một đoạn Vị diện áp chế lại nới lỏng đến tầng thứ tư. Lăng Hàn lắc đầu, đây không phải vị diện một mực trùng vị, mà là nơi này tầng không gian thứ hai, thứ tư đụng vào nhau, trong người ta có, trong ta có ngươi, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Trang Phi Thủy cùng Lăng Hàn không ngừng chiến đấu, có đôi khi Trang Phi Thủy chiếm thượng phong, có đôi khi thì Lăng Hàn, hai người không ngừng trao đổi ưu khuyết, hoàn toàn do tầng thứ không gian đến quyết định. Nhưng mà, bộ pháp của mọi người càng ngày càng chậm, nơi này áp lực thật đáng sợ, không biết là linh hồn huyết nhục của bao nhiêu tam bộ thiên tôn sau khi chết hóa thành, dựng dục ra một viên thiên tôn ký hiệu, há lại có thể tới gần đơn giản như vậy. Từ thực lực cao thấp bắt đầu, đám người từng cái dừng bước. Cảnh huyền đan ngừng lại, thạch trung hà ngừng lại, sư mộng ngọc ngừng lại, nữ hoàng ngừng lại. Mạnh như nữ hoàng cũng không có cách nào, dù sao nàng chỉ có lực lượng nhị bộ, không có khả năng đối kháng tam bộ thiên tôn. Chỉ còn lại có lăng hàn cùng trang phi thủy, bọn hắn khó khăn tiến lên, còn phải đánh nhau, tốc độ tiến lên càng thêm chậm chạp. Bọn hắn có thể đi đến cuối cùng hay không, ai có thể vượt lên trước một bước. Lăng Hàn cùng trang phi thủy kịch chiến, bọn hắn đã không ngừng thâm nhập dưới đất, phía trước xuất hiện huyết hải, mà ở dưới huyết hải, đang có một phù hiệu màu vàng óng phát sáng, nhưng bị một khối đá lớn đẻ ép, bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy không sai biệt lắm một nửa. Giết, Lăng Hàn cùng trang phi thủy chiến đến kịch liệt, bọn hắn đều là thủ đoạn ra hết, muốn đánh bay đối phương, để cho mình độc chiếm thiên tôn ký hiệu. Hiện tại, xem kỳ thật không phải bọn hắn cái nào thực lực mạnh hơn, mà là vận khí. Không gian tiếp cận thiên tôn ký hiệu nhất, đến cùng là tầng thứ hai hay tầng thứ tư. Hai người xung kích, bọn họ đều biết, ai có thể lật ra tảng đá lớn, như vậy thiên tôn ký hiệu liền sẽ xuất thế, nhưng tương tự cũng sẽ lập tức tan biến, chỉ có một người có thể đạt được ký hiệu này, chính là người thứ nhất lật đá. Tới gần, đến, bọn hắn đã đi tới bên cạnh tảng đá lớn, trang phi thụy lập tức biến sắc. Dựa vào, nơi này lại có thể là tầng không gian thứ hai. Bành, một ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua, hắn liền bị Lam Hàn đá bay ra ngoài. Hắn phát ra một tiếng thét dài tràn ngập không cam lòng, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Lăng Hàn quả quyết lật ra tảng đá lớn, cái ký hiệu này đã bắt đầu vỡ vụn, không bao lâu nữa sẽ biến mất, hắn nhất định phải nhanh, không thể lãng phí thời gian, mang đám người nữ hoàng đến chung một chỗ quan sát là sự tình hoàn toàn không thực tế. Oanh, kim quang vô hạn rực chiếu, phóng về phía đỉnh đầu của Lăng Hàn, sau đó tuôn vào. Chương 3145, tranh đoạt thiên tôn ký hiệu 2. Hiu hiu hiu, ánh sáng không ngừng dương động, chỉ trong nháy mắt, ký hiệu biến mất, kim quang cũng biến mất. Lăng Hàn lập tức cảm thấy lực lượng ăn mòn đáng sợ đánh tới, vội vàng phóng lên trời. Bang, hắn xông phá địa tầng mà ra, chỉ thấy trên thân tất cả đều là vết thương, làn da hủ hóa, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển bất diệt thiên kinh đối kháng, hủ hóa lập tức ngừng lại, nhưng chỉ cần hắn dừng lại vận chuyển bất diệt thiên kinh, hủ hóa sẽ tiếp tục, để hắn hoàn toàn không dám khinh thường. Đám người nữ hoàng vội vàng vây quanh, nhao nhao hỏi thăm tình huống của hắn. Không có việc gì, lăng hàn gật gật đầu, hắn chỉ nhận lấy lực lượng ăn mòn của tam bộ thiên tôn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian khẳng định có thể giải trừ. Bang, trang phi thụy xông ra mặt đất, hắn cũng không tốt hơn chỗ nào, trên thân tất cả đều là từng cái phá động. Hắn hoán hận nhìn lăng hàn, thiên tôn ký hiệu đã bị lăng hàn đoạt được, trừ khi hắn có thể luyện hóa, không thì căn bản không có khả năng đạt được. Nhưng, hiện tại tất cả mọi người đang đối kháng với cuồng loạn, ai dám coi trời bằng vung. Hừ, hắn phất ống tay áo một cái, từ trong khe địa tầng bay lên trên, đã không thể được thiên tôn ký hiệu, vậy hắn liền đi giết sạch tất cả dị loại xả giận. Lăng hàn không hề động, hắn tin tưởng trang phi thụy không thể nào làm được, bởi vì đối phương cũng bị lực lượng thiên tôn trong huyết hải ăn mòn cần tiêu tốn rất nhiều lực lượng đi chân áp, cứ như vậy, hắn muốn đánh thắng chừng trăm tam bộ thiên tôn, cái kia Lăng Hàn thật đúng là không tin. Trở về đi, Lăng Hàn nói, lần này hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Thiên tôn ký hiệu, ngay cả lục bộ thiên tôn cũng sẽ tâm động, thậm chí thất bộ thiên tôn cũng sẽ cảm thấy hứng thú, nhiều một viên liền có thể nhiều một phần chiến lực, vì cái gì không muốn. Nữ hoàng thu Lăng Hàn vào tiên khách cư, hiện tại trạng thái của Lăng Hàn không thích hợp chiến đấu, vẫn là hảo hảo tu dưỡng mới tốt. Có nhân vật như nữ hoàng, Duyên sinh thiên tôn mở đường, một đoàn người thuận lợi rời Hắc Bộc Sơn, về tới tầng không gian thứ hai chân chính, nơi này chiến lực của nữ hoàng có thể nói đỉnh tiêm, không sợ bất cứ người nào khiêu khích. Trở lại doanh địa, lang Hàn chuyên tâm điều dưỡng thân thể. Trong cơ thể hắn có quá nhiều lực lượng và oán khí của tam bộ thiên tôn, cần tiêu trừ từng đạo, bởi vậy, bỏ ra không sai biệt lắm trăm năm, lang Hàn mới rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Hắn xuất quan, nữ hoàng liền nói một chút sinh sự gần đây phát tình. Náo động nhất, Đương nhiên là hắn đạt được một thiên tôn ký hiệu hoàn chỉnh. Đây là ngay cả lục bộ thiên tôn cũng đỏ mắt, khó tránh khỏi ngày nào Lăng Hàn rời ngoại vực chiến trường liền vĩnh viễn biến mất, bị cường giả chộp tới luyện ra thiên tôn ký hiệu. Đương nhiên, khẳng định không chỉ Lăng Hàn một người đạt được thiên tôn ký hiệu, nhưng chuyện như vậy ai cũng sẽ không nói ra, nào có giống như Lăng Hàn làm cho thiên hạ đều biết. Cái thứ hai, chính là Trang Phi Thụy trở về, năm đó thiên kiêu mạnh nhất tầng thứ tư, bây giờ chẳng những không chết, càng bước vào tứ bộ đây là tin tức vô cùng tốt, nghe nói ngay cả thất bộ thiên tôn cũng kinh động, truyền hạ lệnh dụ, ca ngợi trang phi thụy một phen. Tin tức thứ ba, là những dị loại kia quy thuận. Không sai, trải qua các đại nhân vật thương nghị, quyết định cho những dị loại này một cơ hội, để bọn hắn tiến về tầng thứ tư, gia nhập quân đội của viêm xương vị diện. Đương nhiên, không có người sẽ tùy tiện tin tưởng bọn hắn, tín nhiệm là cần mình đi cố gắng lấy tới. Lăng Hàn gái gãi đầu, vậy hiện tại ta là bánh trái thơm ngon, người người đều muốn gặp một cái. Nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp, người khác ta không biết, nhưng ta ngược lại thật rất muốn cắn ngươi. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch, cái nàng dâu này vốn xinh đẹp đến không gì sánh được, hiện tại cố ý trêu chọc, để hắn làm sao nhịn được. Bang, hắn nhào tới, chỉ là còn không có tiến hành bước kế tiếp, đã thấy nhu yêu nữ đột nhiên xông vào, để động tác của Lăng Hàn im bặt mà dừng. Dựa vào, cái yêu nữ này nhất định là cố ý, Lăng Hàn cùng hai nữ vuốt ve an ủi một phen, liền bắt đầu tu luyện. Hắn đạt được thiên tôn ký hiệu còn không có nghiêm túc nghiên cứu, trước đó một mực dưỡng thương, cho tới bây giờ mới có thời gian. Sau khi tĩnh tọa, Lăng Hàn quan sát thiên tôn ký hiệu mới được, cái này bị hắn xưng là cửu phù. Hắn không ngừng phân tích, hiểu rõ ký hiệu này, bỏ ra chỉ ít 300 năm. Lăng Hàn vận chuyển ký hiệu, sau đó rút ra lực lượng thiên địa, lập tức lực lượng độc nhất vô nhị cuồn cuộn mà đến, không sai biệt lắm tăng hiệu suất lên 15 lần còn mạnh hơn bát phù. Bất quá, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, bát phù vẫn không trọn vẹn, chỉ có khoảng 1 phần 3, nếu hắn tu bổ được, hiệu suất có khả năng đạt tới gấp 20 lần, 30 lần, vượt xa cửu phù. Hắn dứt khoát bỏ tinh lực vào tu bổ bát phù, thời gian không ngừng đi qua, hắn tiến bộ quá mức bé nhỏ, thậm chí không thể xem như tiến bộ, mặc dù thử nghiệm chữa trị, nhưng cũng không có tăng hiệu suất lên một chút. Cảnh giới không đủ, không có cách nào, Lăng Hàn tự nhủ, không có cách nào liền tạm thời bỏ qua, Lăng Hàn đồng thời ra chỉ chín thiên tôn ký hiệu, ông thiên địa bí lực cuồn cuộn mà đến, để hiệu suất của hắn tăng lên tới 40 lần. Lăng Hàn xuất quan, hắn trò chuyện cùng chư nữ, chỉ đạo con cháu tu luyện một chút, thời gian cũng thanh nhàn. Không phải là không có người cầm chuyện Lăng Hàn thông đồng với địch làm văn, nhưng tầng cao nhất cũng đồng ý thu nhận những dị loại kia, ai còn dám nhiều lời. Đây không phải cố ý đối đầu với chư vị đại nhân sao? Cuồng loạn quân không phụ chờ mong lại phát động nhiều lần công kích, nhưng có Lăng Hàn lực lượng tam bộ phát huy, lại có ai có thể qua lôi trì một bước. Thời điểm ngàn năm tới, hai bảng rốt cuộc đổi mới, liền thấy tên của Lăng Hàn lên hiện bảng cùng tổng bảng. Tổng bảng thứ 934, hiện bảng. Đệ nhất, cái chiến tích này thật sự là dọa người, đồng thời leo lên hai bảng, Lăng Hàn tuyệt đối là đệ nhất nhân, ngay cả tam đại thiên vương cũng không có cách nào làm được, cái này tự nhiên để cho Lăng Hàn ra một lần danh tiếng. Chiến tích của nữ hoàng cũng huy hoàng, ở trên hiện bảng xếp vị thứ hai, nhưng kém Lăng Hàn vẫn rất xa, bởi vậy không có leo lên tổng bảng. Trường 3146, lại làm cha. Người sợ nổi danh heo sợ mập, ta vốn đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, hiện tại lại đồng thời leo lên hai bảng, tin tưởng có rất nhiều người hận không thể bắt ta trở về luyện dược. Lăng Hàn thì thào nói, lúc trước hằng hoang thiên tôn trấn áp vô nhạc thiên tôn, lấy bản thân làm lô, muốn luyện hóa vô nhạc thiên tôn, cướp đoạt đạo quả của hắn, đẩy ra đại môn nhị bộ. Mặc dù cuối cùng hắn thất bại, lại nói rõ thiên tôn xác thực có thể coi như đại dược luyện hóa nhất định phải cẩn thận phu quân ta thế nào cảm giác ngươi chẳng những không có một chút lo lắng ngược lại giống như là đắc chí vậy nhu yêu nữ đi tới tựa vào trên người lăng hàn cái này rất giống cách làm của phu quân khách liên tầm tuyết gật đầu biểu thị đồng ý nhi tử cháu trai đều có tiền đồ như vậy để tâm tình của nàng một mực rất tốt chỉ là còn không có chất trai để nàng lại có chút gấp khẳng định là rất lâu không có người tìm phu quân phiền phức để phu quân không chịu nổi. Thủy Nhạn Ngọc cười hi hi nói: "Thủy lão sư, ta nhìn ngươi cũng không chịu nổi đi, có phải muốn phu quân sủng hạnh ngươi hay không?" Lý Tư Thiền nói đùa, Lăng Hàn lắc đầu, đám nàng dâu này ở thời điểm không có ngoại người, từng cái đều cực kỳ không bị cản trở, có đôi khi nói đến để hắn đỏ mặt. Chi, cửa phòng đẩy ra, nữ hoàng đi đến, Lăng Hàn nhìn thoáng qua, không khỏi giật mình, bởi vì biểu lộ của nữ hoàng hết sức kích động, giống như bị kinh hãi cực lớn hắn vội vàng nhảy tới ôm nữ hoàng nói nàng dâu làm sao vậy ai khi dễ ngươi nói cho ta ta giúp ngươi hả giận nữ hoàng đánh lồng ngực của hắn một quyền chính là ngươi lăng hàn lập tức buông xuống một nửa tâm nói ta làm sao lại khi dễ nàng dâu chứ đến cùng là thế nào ta có nữ hoàng nói cái gì có có cái gì lăng hàn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mặc dù hắn đã làm cha một lần nhưng này xa xưa đến một kỷ nguyên trước hắn cho là tu vi của mình quá cao khả năng vĩnh viễn sẽ không có dòng dõi nữa. Đô đơn, tỷ tỷ là có tin vui, nhu yêu nữ lập tức phản ứng lại, ở trên đầu lăng hàn nhẹ nhàng gõ một cái. Chúc mừng tỷ tỷ, chúng nữ đều vây quanh, ai cũng cao hứng, đương nhiên cũng có chút thất lạc, bởi vì các nàng cũng rất muốn có một hài tử thuộc về mình cùng lăng hàn. Bất quá, nữ hoàng mang bầu, nói rõ tu vi cao cũng sẽ không đoạn tử việt tôn, các nàng còn có cơ hội. Lập tức, các nàng đều dùng ánh mắt u oán nhìn lăng hàn, ý là, Phụ quân người không thể nặng bên này nhẹ bên kia ban đêm đi gian phòng của các nàng nhiều một chút lang hàn bị các nàng nhìn đến toàn thân run lên nhưng nghĩ tới mình lại sắp làm cha lại vui mừng hớn hở không khỏi ôm bụng dưới của nữ hoàng, dùng đầu xe tới yên lặng nghe quả nhiên hắn nghe được một thanh âm yếu ớt hắn nhịn không được vết miệng ra mặt mũi tràn đầy nụ cười một ngày này hắn mời đám người gì kỳ vô danh duyên sinh thiên tôn tới cũng không nói là chuyện gì chỉ uống rượu để bọn người duyên sinh thiên tôn không hiểu thấu, đại hắc cầu thậm chí hoài nghi Lăng Hàn có phải giới tính phát sinh vấn đề hay không, thấy Lăng Hàn liền chạy, căn bản không cho hắn ôm vai bá cổ. Lăng Hàn quyết định du lịch thiên hạ, hắn muốn vì hài tử chưa ra đời chuẩn bị một kiện lễ vật. Lúc Lăng Kiến Tuyết sinh ra đời hắn căn bản không ở bên người, nhưng lần này, hắn không muốn bỏ lỡ thời khắc trọng yếu như vậy. Hắn đã tính toán một chút, hai tử ở trong bụng nữ hoàng thai ngén cực kỳ chậm, nhưng đây không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Nữ hoàng cường đại cỡ nào, hai tử ở trong đợi càng lâu, hấp thu lực lượng càng nhiều, điểm xuất phát tự nhiên càng cao. Khả năng, phải chờ mấy ngàn vạn năm, Lăng Hàn đoán chừng nói, thời gian này thật đúng là dài kinh người, Lăng Hàn gật gật đầu, ngược lại vừa vặn để hắn có thời gian đi làm chuẩn bị. Hắn không có lấy tiên vương đại dược gì cho nữ hoàng phục dụng, đã là thiên tôn, bất kỳ thiên địa linh dược gì đều vô dụng, hoặc là nói, bản thân nữ hoàng chính là linh dược tốt nhất, lấy tinh hoa bản thân huẩn dục, đứa nhỏ này tuyệt đối ghê gớm. Lang Hàn đi xin nghỉ, hắn muốn ra ngoài vì hài tử tìm kiếm một đại cơ duyên. Hắn chiến công hiển hách, lại thêm lần này cũng không phải nghỉ vô hạn, mà nhiều nhất 100 triệu năm, bởi vậy, người phụ trách ở tầng thứ hai rất nhanh liền phê duyệt. Lang Hàn xin được phép cũng không có hành động, hiện tại mục tiêu của hắn quá lớn, đầu tiên hắn đắc tội không ít người, giống như hàng ngũ hà lập quần, trang phi thủy, khẳng định rất muốn giết hắn. Ở trong tầng không gian thứ hai, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn, cho nên khẳng định sẽ chờ Lăng Hàn rời đi ngoại vực chiến trường, lại tùy thời xuất thủ. Mặc dù chiến lực của Lăng Hàn nghịch thiên, nhưng dù sao giới hạn trong cảnh giới, tứ bộ thiên tôn hắn khẳng định đánh không lại, huống chi trang phi thụy là siêu cấp thiên tài, dưới tình huống bình thường chiến lực của hắn đoán chừng tương đương ngũ bộ. Sự tình hắn xin nghỉ phép khẳng định không cách nào giữ bí mật, người có mang dị tâm với hắn khẳng định đã được đến tin tức. Lăng Hàn chờ, dù sao có 100 triệu năm thời gian, cố ý xin thời gian lâu như vậy, cố nhiên là bởi vì món đồ hắn muốn lấy được kia có chút khó đắc thủ, cũng là hắn muốn cố tình bày nghi trận. Thời gian chậm rãi qua đi, Lăng Hàn từ đầu đến cuối không có hành động, chỉ bồi bạn bên thê tử, thường xuyên cùng hài tử trong bụng nữ hoàng trò chuyện. Mấy ngàn năm qua đi, đại quân cuồng loạn phát động một lần công kích vô cùng mãnh liệt. Lần này là siêu cấp chiến tranh ước năm khó gặp, số lượng đại quân cuồng loạn xung kích tới nhiều đến kinh người, dù có siêu cấp cường giả như Lăng Hàn tỏa chấn, y nguyên thủ không được doanh địa, không thể không lui trận tuyến về phía sau. Lăng Hàn không có để nữ hoàng tham chiến, mặc dù nàng mạnh, nhưng dù sao mang thai hải tử lăng ra, Lăng Hàn không muốn con của mình chết hiểu ở trong bụng mẹ. Nhưng mà, khi chiến tranh kết thúc, Lăng Hàn lại đột nhiên biến mất. Hắn cố ý lấy dạng hỗn loạn này làm yểm hộ, khi nào thì đi căn bản không ai biết. Sau khi bọn người làm trang phi thụy biết được, mặc dù cũng đuổi tới, nhưng đã quá muộn, làm sao tìm được Lăng Hàn. Lăng Hàn vừa rời ngoại vực chiến trường, hắn liền bắt đầu xuyên toa không gian. Chương 3147, dung nạp vị diện. Đây là năng lực không có người ngoài biết, lực lượng vị diện trong cơ thể hắn là từng tọa độ, có thể cùng vị diện đối ứng hô ứng, để hắn ở thời điểm xuyên thẳng qua nguyên thế giới tìm tới con đường chính xác, không đến mức lạc mất phương hướng. Ngay cả nữ hoàng cũng không thể nào làm được, bởi vì nàng là dung hợp lực lượng vị diện ở trong hạch tâm, không còn là từng cá thể độc lập, tự nhiên không còn đặc thù của một vị diện, không thể làm hải đăng. Mấy chục năm sau, Lăng Hàn đi tới một vị diện cấp thấp, nơi này còn đang tiến hành chiến tranh vị diện, nhưng lần trước Lăng Hàn khuyên qua một lần, bởi vậy, rất nhiều thiên tôn đã dừng tay, nhưng vẫn còn có chút thiên tôn không muốn, như cũng chiến đấu. Lăng Hàn tới nơi này không phải tính sổ ai, bởi vì hai đại vị diện ở nơi này phát sinh va chạm kịch liệt, rất có khả năng xuất hiện một kiện trí bảo, có thể để tất cả tiên vương nổi điên vị diện hạch tâm, Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi hái một vị diện hạch tâm chân chính, vậy sẽ dẫn đến ức vạn sinh mệnh đổ thán, mặc dù Lăng Hàn muốn cho con của mình ở lúc bắt đầu vượt xa người khác, nhưng không đến mức tổn hại, coi thường sinh mệnh, bằng không hắn cùng cuồng loạn lại có gì khác biệt. Bất quá, nơi này cùng chiến trường hai giới của tiên vực, dị vực lúc ấy rất giống, hai đại thế giới va chạm, sinh ra một thiên địa mới, cái này còn đang diễn hóa, ngày sau có khả năng sinh ra sinh mệnh mới, phát triển thành một thế giới mới, nhưng bây giờ còn kém xa lắm. Lang Hàn muốn chính là thế giới hạch tâm mới hình thành, thật giống như lúc trước hắn lấy được viên hạch tâm kia vậy. Làm sao thu hoạch được hạch tâm, đây là sự tình rất đơn giản, chỗ khó ở chỗ, hắn phải làm sao giao viên hạch tâm này cho hài tử? Chỉ có người ở lúc ban đầu đạt được vị diện hạch tâm mới có thể trở thành vị diện chi chủ, sau khi chuyển di, vị diện hạch tâm cũng chỉ có thể dùng để phỏng đoán lực lượng thiên địa. Có thể tận diệt thiên địa tân sinh này hay không? Đây là nguyên nhân tại sao Lăng Hàn xin nghỉ dài như vậy, nếu không, hái vị diện hạch tâm lại cần bao lâu thời gian. Hiện tại hắn xuyên thẳng qua nguyên thế giới quá dễ dàng, khả năng ngay cả thất bộ thiên tôn cũng không bằng, chỉ bất quá ngoại vực chiến trường tương đối đặc thù, hắn không cách nào thi triển mà thôi. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu, mấy trăm năm sau, hắn liền có một ý nghĩ, cũng thay đổi áp dụng, hắn bắt đầu móc mảnh thiên địa này ra khỏi trung tâm hai giới. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì đây là đoạt thức ăn trước miệng cọp, dù hai đại vị diện cấp thấp kỳ thật đã không cường đại bằng hắn, nhưng y nguyên sẽ không mặc hắn muốn làm gì thì làm, bởi vì cái này tương đương với phát động vị diện chiến tranh, dính đến lãnh thổ chi tranh. Cho nên, Lăng Hàn nhất định phải chấn áp hai giới, còn không thể để thiên địa mới ở trong xung kích hủy diệt, cần Lăng Hàn nỗ lực cực lớn, mỗi một bước đều phải khống chế vô cùng tinh tế. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, một ngàn vạn năm đi qua, Lăng Hàn rốt cục lộ ra nụ cười, hắn mở ra thân thể trực tiếp bao dung một mảnh thiên địa to lớn vào đây chính là phiến thiên địa tân sinh kia nếu như sau khi đào ra ngoài trực tiếp gác lại như vậy mảnh thiên địa này chẳng mấy chốc sẽ linh khí khô kiệt hóa thành đất khô cằn dù sao đây cũng không phải vị diện chân chính chỉ có thể nói là một tiểu thế giới nhưng bị lang hàn thu lấy liền không đồng dạng trong cơ thể lang hàn có vô số lực lượng vị diện có thể coi như là một nguyên thế giới thu nhỏ như vậy lấy nguyên thế giới đến ôn dưỡng một tiểu vị diện lại có cái gì không thể về sau thả mảnh thiên địa này trở lại, không quy thuộc bất kỳ một vị diện nào, chỉ cần không bị cường giả oanh bạo, liền có thể tồn tại rất dài rất dài, đầy đủ để con của hắn làm chúa tể vị diện rất nhiều năm, vậy sau này muốn phá vỡ mà vào thiên tôn còn không đơn giản sao. Cái này không thể nghi ngờ phiền phức muốn chết, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, vì hai tử mình hao tốn sức lực trải đường lại có cái gì không đúng. Hơn nữa, đây chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến sao. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến Lâm U Liên, tân khí hổ có thể hát vang tiến mạnh, có phải từ nhỏ đã thu được hạch tâm vị diện, mỗi ngày tiếp xúc lực lượng vị diện, cho nên mới có thể ở trong một tỷ năm ngắn ngủi liền thành tứ bộ thiên tôn hay không? Cái này rất khả nghi, tốc độ tiến cảnh của Lăng Hàn cũng không chậm, nhưng trừ khi hắn nắm giữ 30 thiên tôn ký hiệu trở lên, bằng không hắn tuyệt đối không thể ở trong một tỷ năm xông vào tứ bộ. Cho nên, hắn thua ở điểm xuất phát, không có việc gì, tiến cảnh nhanh cũng không đại biểu tiền đồ nhất định nghiền ép người khác, không phải sao, mặc kệ là tân khí hổ, Lâm U Liên hay Ngô Hạo Dương, đều bị kẹt ở tứ bộ, một kỳ nguyên cũng không tiến lên được ngũ bộ, cho người khác đủ thời gian đuổi theo. Lăng Hàn tin tưởng trong cơ thể mình đã dung nạp vô số lực lượng vị diện, bản thân có thể coi như là một nguyên thế giới khác, thành tựu thất bộ tuyệt sẽ không có bất kỳ bình cảnh. Hắn bắt đầu trở về, đi lặng yên không một tiếng động, trở về cũng cực kỳ đột nhiên, không ai nghĩ tới, hắn đột ngột về tới tầng thứ hai, đi trả phép, sau đó trở về bồi thê tử. Bụng dưới của nữ hoàng đã có nhô lên rõ ràng, Nàng từ bề ngoài mà nói, cái này giống như mang thai 3 4 tháng, cách sinh nở xa xa khó vời. Lăng Hàn ngược lại không gấp, hai tử sau khi sinh ra trưởng thành tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt cũng đã thành đại nhân, hoặc là cưới vợ, hoặc xuất giá, tổ kiến gia đình của mình. Cho nên, hắn cực kỳ trân quý khoảng thời gian này. Tầng thứ hai gần đây cơ hồ không có chiến đấu gì phát sinh, nghe nói Cuồng Loạn đang tập trung tinh lực công kích tầng thứ 6. Đem tất cả sản lượng tăng lên Ngũ Bộ Thiên Tôn, bởi vậy áp lực của mấy tầng khác liền nhỏ. Cái này cũng không phải là một tin tức tốt, hiện tại bằng vào Ngũ Bộ Thiên Tôn ở tầng thứ 6 đã ngăn không được cuồng. Loạn quân để rất nhiều Lục Bộ Thiên Tôn tiến đến tầng thứ 6 trợ giúp, tình hình chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Bên viêm xương vị diện, Ngũ Bộ Thiên Tôn đã chết đi hơn 10 cái, ngay cả Lục Bộ Thiên Tôn cũng có một cái vẫn lạc, đây là tổn thất thật lớn. Chương 3148, đại chuyển hướng cái này rất không ổn mặc dù bây giờ còn chịu nổi nhưng vạn nhất ngày nào đó cuồng loạn quân đột nhiên đổi phương hướng tiến công tỷ như tầng thứ bảy nhiều lục bộ thiên tôn chạy tới tầng thứ sáu trợ giúp phòng tuyến nơi đó có phải sẽ trong nháy mắt thất thủ hay không coi như có thể giết hết cuồng loạn quân nhưng phòng tuyến ném đi chính là mất đi chưa từng có mất mà được lại thoáng một cái sẽ bị cuồng loạn thúc đẩy bao nhiêu khoảng cách trong lịch sử cũng không phải là không có xảy ra chuyện như vậy mỗi một lần đều để bên viêm xương vị diện hết sức đau khổ sơ ý một chút liền phải lấy đại lượng lãnh thổ mất đi làm đại giới. Lần này, ai cũng không biết kết quả như thế nào, Lăng Hàn cũng không giúp được gì, chỉ có thể chuyên tâm bồi tiếp thê tử của mình, yên lặng chờ hài tử xuất sinh. Rất nhanh, sáu 000 vạn năm qua đi, nữ hoàng cuối cùng đã tới thời điểm chuyển dạ, Lăng Hàn gấp đến độ xoay quanh, hung hăng đảo quanh ở cửa ra vào. Hoài thai gần ức năm, đứa nhỏ này đương nhiên cũng không phải trong một đêm liền có thể xuất thế, dòng dã bảy ngày, tiểu hoa nhi này mới rốt cuộc chịu hoa hoa chào đời. Là nữ hài, mặc dù vừa mới sinh ra, cũng đã có hình dáng tuyệt mỹ, giống như nữ hoàng. Lăng Hàn ôm nữ nhi thứ nhất của mình, không khỏi mặt cười ra hoa. Xinh đẹp, đây chính là nữ nhi của hắn. Bọn người vũ hoàng nghe tin mà đến, nhìn thấy Lăng Hàn ôm hài tử vừa mới xuất thế, nhao nhao biểu thị chúc mừng. Tiểu nha đầu thật xinh đẹp, không bằng bản tọa làm mai, hứa cho cháu trai của Chu Hằng đi. Hắc Lư giò đầu qua nói. Lăng Hàn kém chút một đá nó ra ngoài, nữ nhi mới vừa sinh ra, người liền đánh lên chủ ý. Không gả, không gả, lại yêu tú cũng không gả. Đám người nhao nhao đưa lên lễ gặp mặt, tiên vương đại dược, tiên kim nhiều vô số kể, Lăng Hàn cũng không khách khí, từng cái vui vẻ nhận. Lăng Huynh, nữ nhi này của người giống như cực kỳ bất phàm A. À. Kỳ vô danh nói, khi thế của hắn càng ngày càng trầm ổn, cách đột phá nhị bộ cũng không xa. Lăng Hàn cười hắc hắc, ôm nữ nhi giống như bảo bối, đều không cho người khác đụng, hắn rất rõ ràng, nữ nhi bảo bối này sinh ra chính là tiên vương tầng một, có thể không bất phàm sao. Không có cách, phụ mẫu đều là thiên tôn, hơn nữa còn đều là ngưng tụ vô số lực lượng vị diệt, như vậy hài tử vừa ra đời sẽ được thiên sủng, viễn siêu hậu duệ thiên tôn bình thường. Hắn giúp tiểu thiên địa trong cơ thể ra, cũng dùng nhập vị diện hạch tâm vào trong cơ thể nữ nhi, chỉ cần nữ nhi ở trong tiểu thiên địa này, nàng liền có được thực lực chuẩn thiên tôn. Như bức, hắn danh tiếng quá lớn, cho dù ở ngoại vực chiến trường không làm hoạt động chúc mừng gì nhưng người nghe tin tức mà đến vẫn rất nhiều rất nhiều mỗi một người đều đưa lên lễ vật có giá trị không nhỏ có chút lễ vật lăng hàn thu có chút không nhìn nhân tình này tự nhiên không thể lấy không hắn rất phân người ngay lúc này lại phát sinh một đại sự thật sự là đại sự không ai nghĩ tới oanh thiên băng địa liệt lực lượng vị diện mãnh liệt có thể chôn vùi hết thảy không xong sắc mặt của lăng hàn lập tức đại biến hắn vốn còn muốn đi xem tình huống một chút bây giờ lại không có chút do so dự thu chúng nữ vào tiên khách cư sau đó co cẳng liền chạy chỉ thấy nơi xa có đáng lượng phong bạo sợ năng tập quyền tới giống như tiểu thiên địa lúc trước ở giữa tiên vực cùng dị vực vị diện bạo nát đây chính là hai vị diện siêu cao cấp va chạm hình thành năng lượng phong bạo lấy xu thế không gì không phá đánh tới đừng nói nhất bộ ngay cả lục bộ thiên tôn cũng không dám chọi cứng chỉ có thể lui hiu 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 từng đạo thân ảnh xuất hiện ở bốn phía lăng hàn cùng nhau gia nhập đội ngũ phi nước đại. Còn tốt, mặc dù năng lượng phong bạo đáng sợ, nhưng tốc độ còn không cách nào đuổi được thiên tôn. Một hơi chạy ra mấy trăm vạn dặm, mọi người mới rốt cục ngừng lại. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn thối lui ra khỏi ngoại vực chiến trường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, còn không có đợi bọn hắn đi nghiên cứu thế nào, đã thấy hưu hưu hưu. Lại có càng nhiều người đánh vỡ không gian xuất hiện, lại không phải thiên tôn tầng không gian thứ hai, mà là cường giả từng cấp bậc đều có nhị bộ, tam bộ, tứ bộ, ngũ bộ, lục bộ, tất cả cường giả đều thối lui ra khỏi ngoại vực chiến trường. Ngoại trừ thất bộ, đám người càng thêm tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chu Hằng, Sở Hảo, Lâm Tiêu Dương đều có, ngoài ra còn có mấy lục bộ thiên tôn, toàn trường lấy bọn hắn vi tôn, bị nâng ở trung tâm đám người, tản ra khí thế chân áp hết thảy, không người nào có thể không tuân theo. Lăng Hàn đếm một chút, số lượng lục bộ thiên tôn không sai biệt lắm có hơn 200, gần 300, cái này bình quân đến vị diện cao cấp, không sai biệt lắm một vị diện có 2 đến ba cái. Nhiều lục bộ thiên tôn đều nhíu mày, rất nhanh bọn hắn liền lộ ra vẻ lắng nghe, không lâu sau đó, bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tiêu Dương nói, bản tôn vừa mới thu được thần thức truyền âm của mấy vị đại nhân ở tầng không gian thứ 8, nói chiến đấu kịch liệt đã dẫn phát hai vị diện dung chuyển cùng va chạm, hiện tại nơi này tạo thành năng lượng chiều dâng, ngoại trừ thất bộ thiên tôn, không người nào có thể đặt chân. Tất cả mọi người gật đầu, Nguyên lai like là chuyện như vậy. Chờ chút, tất cả mọi người đột nhiên kịp phản ứng, năng lượng gồm bạo tàn phá bừa bãi, thế mà chỉ có thất bộ thiên tôn mới có thể ngừng chân. Cái này chẳng phải là ý nghĩa? Không sai. Sở Hạo gật đầu. Lần này năng lượng chiều dâng vô cùng mãnh liệt, khả năng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ý vị này chúng ta tạm thời đều không có nhiệm vụ, cũng không cần ở lại chỗ này chiến đấu, hoàn toàn có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cái này, mặc dù tất cả mọi người đã nghĩ đến điểm ấy nhưng thực sự được xác nhận tin tức này bọn hắn ngược lại có chút không cách nào thích ứng vô số năm qua bọn hắn ở chỗ này chiến đấu ở chỗ này trưởng thành đã sớm coi nơi này là nhà hiện tại đột nhiên nói nhà không còn không cần bọn hắn chấn giữ để bọn hắn có loại cảm giác mờ mịt không biết nên làm sao bây giờ nhưng chỉ một nháy mắt rất nhiều người đã nghĩ ra mình muốn làm gì về vị diện của mình làm bá chủ độc nhất vô nhị chu hằng mở miệng các vị có thể muốn đi đâu thì đi nếu như năng lượng chiều dâng có dấu hiệu biến mất, chúng ta sẽ thông chi các vị, trở lại chiến đấu. chương 3149, Thật Thái Bình Tất cả mọi người gật đầu, đánh lâu như vậy, làm sao có thể nói một câu tản liền tán. Tất cả mọi người không có trước tiên rời đi, mà dự định nhìn xem tình huống. Lăng Hàn thì tìm cơ hội đi cầu kiến Chu Hằng, vừa vặn lâm tiêu dương, sở hảo cũng có mặt, liền chung một chỗ gặp Lăng Hàn. Tiểu tử, người rất không tệ, sở hạo cười nói, Lúc đầu hắn kết luận Lăng Hàn chỉ có thể từ bỏ dự định lúc đầu, đi con đường thiên tôn phổ thông, không nghĩ tới Lăng Hàn lại cho hắn một kinh nghi. "Cảm ơn tiền bối." Lăng Hàn có chút khom người, "Xin hỏi ba vị tiền bối, sự kiện lần này là như thế nào?" "Ngươi là Hoài Nghi, đây là âm mưu của cuồng loạn." Chu Hằng nói ra Hoài Nghi của Lăng Hàn, hắn trầm ngâm một chút. "Sự kiện như vậy, ở trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng năng lượng triều dâng không có mãnh liệt như lần này." "Ta có thể khẳng định cái này tuyệt không phải hư giả. Chư vị thất bộ đại nhân cũng khẳng định điểm ấy, hai giới đột nhiên xuất hiện năng lượng chiều dâng, ngay cả lục bộ thiên tôn cũng không thể vượt qua, chuyện này quá trọng đại. Lăng Hàn mặt dạn mày dày thỉnh giáo tam đại lục bộ thiên tôn, đây rốt cuộc có phải âm mưu của cuồng loạn hay không? Mấy người Chu Hằng cũng tìm hiểu và kiểm tra, suy nghĩ, nhưng không có nhìn ra chuyện này có địa phương dị dạng gì. Năng lượng chiều dâng không lừa được người, chẳng những mấy lục bộ thiên tôn bọn hắn thử qua, những thất bộ thiên tôn kia cũng tự mình xác nhận. Từ nay về sau, chỉ có thất bộ thiên tôn mới có thể ở chỗ này cùng cuồng loạn trực tiếp khai chiến, mà mặc kệ là lục bộ thiên tôn hay cuồng loạn tạo vật, đều khó có khả năng lại tiến vào nơi này. Nói cách khác, sau này sẽ là thất bộ thiên tôn cùng cuồng loạn trực tiếp đối kháng, không có sự tình của bất kỳ người nào. Trước kia cũng xuất hiện qua tình huống như vậy, nhưng năng lượng chiều dâng dài nhất cũng chỉ kéo dài vài ức năm, không có khủng bố như lần này. Sở Hạo nói: chợt nhìn không có vấn đề gì, chỉ là lần này hai giới xung đột quá lợi hại, dẫn đến năng lượng chiều dâng chẳng những ngay cả lục bộ thiên tôn cũng không thể vượt, thậm chí thời gian kéo dài gần như không có cuối cùng. Nguyên thế giới, Thái Bình, không chỉ mấy người lăng hàn, thiên tôn khác cũng phân tích, đang tự hỏi, nhưng mặc cho mọi người nghĩ nát óc, cũng không cảm thấy đây là âm mưu của cuồng loạn, có lẽ thời gian Thái Bình thực sự tiến đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những thất bộ thiên tôn kia ngăn cản được cuồng loạn, nếu không bản thân cuồng loạn liền là mối họa lớn nhất lang hàn rời đi tiếp xuống tự nhiên là sự tình cân nhắc đi con đường nào lấy con đường tu luyện của hắn cùng nữ hoàng trước nhị bộ ngược lại là không quan trọng tu luyện ở nơi nào này chủ yếu chính là lớn mạnh bản thân vô luận là ở vị diện nào tu luyện cũng không sai biệt lắm cho nên hiện tại bọn hắn hoàn toàn có thể chạy khắp nguyên thế giới du sơn ngoạn thủy hưởng thụ một chút thời gian thái bình khó được nhưng mà lưu ở nơi này làm sao cũng có thể để tốc độ tu luyện tăng lên một chút dù sao đây là vị diện siêu cao cấp duy nhất lại nói lăng hàn đã đưa thân nhân đến nơi này cũng không có lý do phải về tiên vực lăng hàn quyết định ẩn cư một đoạn thời gian nhìn xem nữ nhi lớn lên đây là tâm nguyện lớn nhất của hắn hiện tại chúng nữ đương nhiên sẽ không phản đối thế là lăng hàn về tới vị trí của phụ mẫu bắt đầu sinh hoạt ẩn cư thời điểm vợ chồng lăng đông hành biết được lăng hàn sinh một nữ nhi bảo bối cũng mừng thay cho hắn thậm chí so với hắn còn muốn sủng ái nhà đầu này hơn, cả ngày đều ôm vào trong ngực không bỏ ra được. Sau đó, chính là một chuyện vô cùng quan trọng, đặt tên cho nhà đầu này, Lăng Hàn bị trực tiếp tước đoạt quyền lấy tên, nhìn xem những phi cầm tẩu thú đi theo hắn kia, mỗi một cái đều là cái tên gì a? À? Nếu để cho gia hỏa này đặt tên, đoán chừng về sau sẽ bị tiểu nha đầu vẽ vòng tròn nguyên rùa. Cái này khiến Lăng Hàn phiền muộn, kéo lấy đại hắc cẩu đi uống rượu, trực tiếp rót nó thành chó chết, say vài ngày đám người thương lượng quyết định lấy tên cho tiểu nha đầu là lăng hy lăng hàn nguyên bản không vui vẻ nhưng suy nghĩ một chút danh tự chỉ là một danh hiệu mà thôi có phải hắn đặt hay không lại có quan hệ gì tỷ như hắn cao hứng hoàn toàn có thể lấy cho nữ nhi cái nhũ danh là bảo bảo gì đó hắn buông xuống hết thảy theo ở bên cạnh nữ nhi một bên cũng tiếp tục cố gắng hy vọng có thể có nhiều dòng dõi hơn nhưng loại chuyện này thực sự là không vội vàng được lăng hy lớn lên rất chậm Người khác vài chục năm liền trưởng thành đại cô nương, nhưng nàng vài chục năm lại như cũ vẫn không khác lúc sinh ra quá nhiều, vẫn bú sữa, cũng không biết nói, chỉ y y nha nha gọi. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi, chúng ta sẽ không sinh ra một ngốc nữ chứ. Kết quả, chẳng những chúng nữ đều lườm hắn, ngay cả vợ chồng Lăng Đông Hành cũng cho hắn mấy tát, có phụ thân nói nữ nhi mình như vậy sao? Đây cũng là Lăng Hàn quá nóng lòng, mặc dù hắn không muốn nhìn thấy nữ nhi trưởng thành nhanh như vậy, nhưng vài chục năm cơ hồ không có lớn lên một chút, cái này tự nhiên làm cho trong lòng hắn có chút lo lắng. Cũng quá chậm đi, bất quá, Lăng Hy vẫn đang từ từ lớn lên. 30 năm qua đi, nàng rốt cuộc nha nha học nói, đáng yêu đến không được. Hơn 100 năm sau, nàng trưởng thành tiểu hài 3-4 tuổi, càng như tinh linh đáng yêu động lòng người. Lăng gia từ trên xuống dưới đều cực kỳ yêu thương tiểu công chúa này, thậm chí Chu Hằng, sở hạo cũng tới qua một lần, sau khi thấy tiểu nha đầu, liền muốn dành cho cháu của mình, kết quả bị Lăng Hàn thẳng thừng từ chối khác biệt lăng kiến tuyết khi còn bé, lăng hy nhu thuận, điềm đạm đến kinh người, từ nhỏ đã có phong thái đại gia khuê tú, để tất cả mọi người tán dương, về sau khẳng định là hiền thê lương mẫu, để lăng hàn ăn dấm thật muốn bóp chết tiểu tử thúi nào muốn bắt cóc nữ nhi của mình. Hắn ẩn cư ở đây, nhưng trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, lại nói, địa phương có hắn chính là thánh địa, địa phương nhỏ này cũng dần dần phát triển, danh tự vang dội. Một tòa thành thị hình thức ban đầu xuất hiện, trải qua đám người thương nghị, nơi này được lần nữa mệnh danh là Lăng Thành. Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh, Vũ Hoàng đều lần lượt ra ngoài du lịch, nhưng chỉ cần có Lăng Hàn tỏa chấn, cái kia còn có cái gì không yên lòng. chương 3150, Hà Lập Quần Chắn Thành một Tiến cảnh võ đạo của Lăng Hy thì nhanh đến mức dọa người, ở dưới Lăng Hàn bồi dưỡng, tiên vương đại dược khẳng định là tùy ý ăn, lại thêm vị diện hạch tâm trợ giúp nàng mộ đạo, còn để ngõ lý tới làm sư phụ của nàng. Tiểu nha đầu rất nhanh liền bước vào tầng hai hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc. 300 năm qua đi, tiểu nha đầu cũng có bộ dáng 78 tuổi, đám người thương lượng, có nên đưa Lăng Hy vào thiên hạ đệ nhất võ viện hay không? Lăng Hàn đương nhiên là kiên quyết phản đối, có hắn dạy không phải càng tốt hơn sao, cần phải đi võ viện gì? Thế là, chuyện này liền bị gác lại, tuế nguyệt như bay, lại một ngàn năm đi qua, Lăng Hy rốt cục có bộ dáng 12-13 tuổi, tính tình của nàng càng thêm điềm tính, dung mạo cũng càng lúc càng giống nữ hoàng, chỉ là phong cách lại hoàn toàn khác nữ hoàng. Nữ hoàng cao lạnh, ung dung, mà nàng thì bình dị gần gũi, một chút kiêu ngạo cũng không có. Một ngày này, Lăng Hy đột nhiên tìm Lăng Hàn, nói nàng muốn đi thiên hạ đệ nhất phó viện tu luyện. Nàng chuyển ra rất nhiều lý do, lớn nhất chính là Lăng Hàn ở thời điểm tầng 3 chẳng những tiến vào võ viện, hơn nữa còn tu luyện ở trong tiên vương mộ địa, nàng muốn đi con đường của phụ thân. Mặc dù tiểu cô nương điềm tĩnh, ôn ôn nhu nhu, nhưng Lăng Hàn lại biết, trong xương nàng lại giống như mình, tính cách cực kỳ cố chấp nếu như đã quyết định chủ ý thì ai cũng không thể cải biến tâm ý lăng hàn đành phải đáp ứng dù sao trong võ viện cũng không có nguy hiểm gì bất quá ái nữ cuồng ma làm sao có khả năng yên tâm để nữ nhi trước chậm lại một chút lăng hàn lại đi vị diện cấp thấp đào tiểu thế giới ra lấy đại năng lực luyện hóa đặt vào trong thân thể lăng hy như vậy chỉ cần lăng hy rút ra lực lượng trong tiểu thế giới nàng liền có thể có được lực lượng chuẩn thiên tôn đây đủ chứ Lăng Hàn vẫn không yên lòng, quyết định lại luyện chế mấy món bảo vật cho nữ nhi, kết quả bị chúng nữ oán trách, may mắn Lăng Hy không phải tính cách nghịch ngợp, nếu không nha đầu này đi võ viện, đây không phải là muốn phá hủy võ viện sao. Lúc này Lăng Hàn mới hậm hực bỏ qua, đưa nữ nhi đi thiên hạ đệ nhất võ viện. Hắn cũng biết năm đó mình xông ra hỏa tương đối nhiều, nên không có lộ ra thân phận, sau khi đưa nữ nhi vào võ viện, hắn còn cố ý ở bên ngoài chờ đợi mấy tháng, xác nhận nữ nhi có thể thích ứng cuộc sống nơi này, Lúc này mới trở về Lăng Thành. Bất quá, Lăng Thành lại xảy ra chuyện, Lăng Thành xảy ra chuyện, có cường giả ngăn cửa, không cho phép người ra vào. Ngay cả nữ hoàng cũng không giải quyết được, xác thực không giải quyết được, bởi vì người tới là một vị Tứ Bộ Thiên Tôn. Hà Lập Quân, sự xuất hiện của hắn cũng không hiếm lạ, trước đó ở trong tay Lăng Hàn bị thiệt lớn, lại thêm thù riêng của nhi tử, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Lăng Hàn. Hiện tại nguy cơ cuồng loạn đã giải trừ ước thúc đối với thiên tôn tự nhiên cũng không còn tồn tại, vốn là nhất trí đối ngoại, hiện tại bên ngoài đã không cần đối kháng, chúng thiên tôn sẽ vì tiêu oán của mình mà chiến đấu. Hà Lập Quần sẽ kéo lâu như vậy mới tới, đó là bởi vì trước đó hắn không biết Lăng Hàn ở đâu, nhưng theo Lăng Thành lớn mạnh, cái này tự nhiên không có khả năng lại trở thành bí mật gì. Để Lăng Hàn kỳ quái là, vì cái gì Hà Lập Quần chỉ ngăn cửa mà không xuất thủ. Lăng Hàn, người rốt cuộc xuất hiện, Hà Lập Quần cười lạnh, bản tôn không có xuất thủ, là bởi vì muốn để ngươi nếm thử tư vị chúng bạn xa lánh hắn ngừng lại một chút mới nói tất cả mọi người nghe hẳn các ngươi trong một tháng rời đi lăng thành nếu không một tháng sau bản tôn sẽ một tay xóa đi toàn bộ lăng thành người lưu ở trong đó chết nguyên lai like hắn đánh chính là cái chủ ý này lăng hàn thật sự là muốn khuyên một câu nhân vật phản diện bình thường chết bởi nói nhiều huống chi còn kỳ kỳ oai oai một tháng hà lập quần người thật đúng là có tiền đồ hắn lắc đầu trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Dựa vào, người đây là cái ngữ khí gì? Lúc này Hà Lập Quân liền có xúc động giết người, nhưng nghĩ tới Lăng Hàn mang cho cha con bọn họ sỉ nhục, liền ép lại, đơn giản giết chết Lăng Hàn đã không thể để cho hắn giải hận, nhất định phải giết tâm đối phương. Một tháng sau, hắn sẽ giết chết Lăng Hàn bị chúng bạn xa lánh, sau đó rút ra thiên tôn ký hiệu mà đối phương nắm giữ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn không chút lo lắng trong một tháng này thực lực của Lăng Hàn sẽ đột nhiên tăng mạnh, hay kéo tới cường Việt, bởi vì hắn đã phong tỏa toàn bộ lăng thành, tin tức gì cũng khó có khả năng truyền bá ra ngoài, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Chỉ cần lăng hàn trở lại, hắn chính là cá trong chậu. Lăng hàn, bản tôn cho ngươi một tháng thời gian, an bài hậu sự đi. Hắn lạnh lùng nói, ngồi xếp bằng ở cửa thành, một bên phóng xuất ra khí thức cường đại của bản thân, bao phủ toàn bộ lăng thành ở bên trong. Hắn là cố ý, khí thức cường đại như thế bao phủ, người lăng thành khẳng định sẽ lạnh dung, chỉ muốn thoát đi lăng hàn cười nhạt một tiếng tốt một tháng sau tái chiến hắn cũng muốn nhìn một chút lại có mấy người sẽ gánh không được đào tẩu lăng thành không cần dạng người bất trung này lăng hàn vào thành phảng phất như sự tình gì cũng không có phát sinh cùng chúng nữ cười cười nói nói hắn tự nhiên đã tính trước thứ nhất hắn còn có sở hạo lưu cho hắn một đạo tín phù xé mở có thể đánh ra công kích ngũ bộ diệt tứ bộ thiên tôn tự nhiên là dễ như trở bàn tay thứ hai chỉ cần không ở ngoại vực chiến trường hắn có thể tự do xuyên thẳng qua nguyên thế giới, ai cũng không ngăn cản được. Bởi vậy, hắn thực sự không sợ Hà Lập Quân, oanh sát đối phương cũng không phải không thể. Từng ngày trôi qua, áp lực của Hà Lập Quân như thực chất, đây chính là tứ bộ thiên tôn tạo áp lực, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng run rẩy không chịu nổi, trong lăng thành phần lớn đều là người bình thường, làm sao gánh vác được. Người làm ăn đương nhiên trước tiên rút đi, bọn hắn vốn cùng lăng thành không có quan hệ gì, không đi ở lại làm gì. Sau đó một chút gia tộc ý chí không kiên định cũng bắt đầu rút lui, bọn hắn nhận định Lăng Hàn thất bại, đương nhiên không muốn bồi tiếp Lăng Thành chung một chỗ bại vong. Lăng Hàn cũng không ngăn cản, hắn xác thực không có quyền lực yêu cầu người khác cùng mình đồng sinh cộng tử, nhưng dạng người này về sau là không cần lưu lại Lăng Thành, tuyệt không hoan nghênh. Chương 3151, Hà Lập quần Chắn thành hai. Theo thời gian trôi qua, Phong gia, Mộ dung gia, Trình gia cũng hiện ra vẻ do dự, Phong phá Vân Mộ Dung Thanh đương nhiên nguyện ý cùng Lăng Hàn cộng đồng tiến thối, nhưng hậu nhân của bọn họ cùng Lăng Hàn lại không có quá nhiều gặp nhau. Thời điểm Lăng Hàn hùng mạnh, bọn hắn nguyện ý nương tựa, dính chút ánh sáng, nhưng khi Lăng Hàn rơi vào hạ phong, thậm chí sẽ để cho bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, vậy bọn hắn đương nhiên không nguyện ý cùng chết. Mới đầu, bọn hắn còn hy vọng Lăng Hàn có thể lấy ra lá bài tẩy gì, đánh bay ngoại địch, nhưng cách một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, Lăng Hàn lại thủy chung không có động tĩnh gì, tự nhiên để bọn hắn không giữ được bình tĩnh. Bọn hắn sợ bị Lăng Hàn trả thù, liền lặng lẽ mà đi, ở một đêm nào đó đột nhiên trốn chạy. Đương nhiên cũng có số ít người lưu lại, dù sao không phải tất cả mọi người là loại vong ân phụ nghĩa, nhưng dạng người này thật sự quá ít. Ngay cả ba nhà kia cũng như thế, huống chi tiểu gia tộc phụ thuộc khác, đi càng sạch sẽ. Chúng nữ đều không cam lòng, cực kỳ tức giận, mà vợ chồng Lăng đông hành thì lo lắng thay nhi tử, không biết phải làm sao mới có thể vượt qua một kiếp này, mặc dù Lăng Hàn trấn an qua bọn hắn, nhưng hai người biết hà lập quần chính là một vị tứ bộ thiên tôn đối với lăng hàn thật sự là không có lòng tin gì đến thời điểm hai mươi mấy ngày lại có người ở ngoài thành quát mắng chư toàn nhi đi xem một chút sau khi trở lại trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là lửa giận nguyên lai người mắng thành lại là trước đó thoát đi lăng thành từng cái lắc mình biến hóa giống như thành thủ hạ của hà lập quần ở chỗ kia hổ cao khí ngang nữ hoàng giận dữ lúc này muốn ra ngoài làm thịt những bạch nhãn lang này lại bị lăng hàn khuyên nhủ dù sao cũng không có bao nhiêu ngày, đến lúc đó sẽ cùng nhau thanh toán. Phu quân, người thực sự có nắm chắc, chúng nữ nhao nhao hỏi, dù sao Hà Lập Quần là tứ bộ thiên tôn, chỉ bốn chữ này liền có thể đè sập thương khung. Lăng Hàn tự tin cười một tiếng, không có vấn đề, lại qua vài ngày, người mắng thành càng ngày càng nhiều, trong bọn họ không thiếu cường giả thăng nguyên cảnh, bởi vậy thanh thế tự nhiên cuồn cuộn, thanh âm thanh thanh sở sở truyền khắp mỗi một góc trong thành. Lăng Hàn ở đầu tường nhìn một chút, không khỏi nói ta tưởng là ai, nguyên lai là Hà Vũ Phong tới. Trước đó không có mắng thành chiến, vì cái gì đột nhiên lại bắt đầu. Bởi vì lúc trước không có Hà Vũ Phong, hiện tại gia hỏa này cũng tới, chủ ý như thế đoán chừng cũng là hắn ra. Rất tốt, về sau liền làm thịt cả hai cha con một thể. Lăng Hàn bảo trì bình thản, để hai cha con Hà gia này lại nhảy mấy ngày, giúp hắn dọn sạch tất cả những người ý chí không kiên định, thay máu cho Lăng Thành. Một ngày, hai ngày, ba ngày, kỳ hạn một tháng đã tới lăng hàn ra chịu chết hà lập quần từ tốn nói nhưng thanh âm lại không xa không gần đây chính là tứ bộ thiên tôn a cường đại đến không cách nào hình dung lăng hàn cùng nữ hoàng dắt tay mà ra đứng ở trên tường thành chúng nữ khác thì theo ở phía sau các nàng chỉ là tiên vương nhất định phải dựa vào lăng hàn cùng nữ hoàng mới có thể ngăn được khí tức áp bách của tứ bộ thiên tôn lăng hàn có dám đánh một trận không hà vũ phong nhảy ra ngoài ánh mắt lành lạnh hắn đã bước vào nhị bộ có thể nói là tiến bộ tấn mãnh cũng làm cho lòng tin của hắn rực cháy, cho rằng tuyệt đối có thể chấn áp được Lăng Hàn. Hà Lập Quần vốn định ngăn cản, hắn là biết thực lực chân chính của Lăng Hàn đạt đến trình độ nào, nhưng suy nghĩ một chút, để nhi tử ăn chút đau khổ cũng tốt, vừa vặn khích lệ đối phương, miễn cho hắn quá mức tự mãn. Hắn ngay ở chỗ này, chỉ cần tùy ý quan sát Lăng Hàn, nhi tử bại lại như thế nào, khúc mắc rất nhanh liền có thể giải mở. Nghĩ như vậy, hắn liền không có khuyên can, ngươi, Lăng Hàn lắc đầu, không phải ta xem thường ngươi, nhưng ngươi thực sự không xứng đối địch với ta. Lăng Hàn, Hà Vũ Phong cắn răng, lúc trước hắn bá khí cỡ nào, một chiêu liền có thể trấn áp Lăng Hàn, nếu không phải có lâm phiêu tuyết xuất thủ, gia hỏa này đã sớm chết không thể chết lại, nào có tư cách phách lối như hiện tại. Nữ hoàng đứng dậy, ta đến giết ngươi, Hà Vũ Phong kém chút tức điên, làm sao người bên cạnh Lăng Hàn đều lớn lối như thế, bất quá nhất bộ thiên tôn liền muốn trấn áp mình. Hắn hừ một tiếng nói, tốt, đợi bản tôn trấn áp ngươi, ngược lại muốn xem xem ra hỏa này là cái biểu tình gì. Dung nhan của nữ hoàng để hắn tim đập thình thịch, như vậy ở trước mặt Lăng Hàn giết nữ hoàng, đối phương sẽ thống khổ tới trình độ nào. Chủ ý này hay, Lăng Hàn, thiếu chủ nhà ta muốn chân áp ngươi. Đằng sau, những người vứt bỏ khí tiết phản loạn kia kêu lên, một bên thay Hà Vũ Phong phất cờ hò reo, một bên châm chọc Lăng Hàn. Ánh mắt của Lăng Hàn mãnh liệt, ánh mắt đảo qua, những người này ai cũng nghẹn ngào. Thiên tôn nổi giận, thiên địa động dung, ai còn dám kêu gào. Vì cái gì không nói, Hà Lập Quần thì từ tốn nói, hắn còn quay đầu nhìn lướt qua, lập tức để những người kia tim đập như trống trầu, chỉ có thể kiên trì mắng. Hà Lập Quần vuốt sâu mà cười, lúc trước hắn bị Lan hàn mắng cực thảm, nhưng hắn tự trọng thân phận, đương nhiên khinh thường tự mình mắng chửi người. Thân hình nữ hoàng nhảy ra, giết về phía Hà Vũ Phong. Oanh, hai thiên tôn lập tức triển khai kịch chiến, giao thủ bất quá mấy chiêu, sắc mặt của Hà Vũ Phong không khỏi kinh biến thực lực của nữ hoàng mạnh vượt xa hắn dự kiến, chẳng những không có bị hắn nhẹ nhõm chân áp, thậm chí thực lực còn ở trên hắn. Cái này sao có thể, Lang hàn yêu nghiệt còn chưa tính, làm sao người đứng bên cạnh hắn cũng yêu nghiệt như thế. Nữ hoàng xuất thủ càng ngày càng mãnh liệt, nàng đã nhịn một tháng, lúc này cuối cùng có thể xuất thủ, đều ở trong từng công kích bạo phát ra. Lang hàn gật gật đầu, nữ hoàng là dung hợp 100 lực lượng vị diệt, hiện tại mặc dù là nhất bộ trung kỳ, nhưng chiến lược lại là nhị bộ trung kỳ, dòng dã vượt qua một cảnh giới. Mà Hà Vũ Phong thì sao? Mặc dù hắn là nhị bộ thiên tôn, lại chỉ là nhị bộ sơ kỳ, chiến lược cũng tương xứng cảnh giới, so với nữ hoàng là kém rất rõ ràng. Cho nên, Hà Vũ Phong vừa lên liền bị nữ hoàng áp chế. Hà Vũ Phong cũng biết điểm ấy, nhưng hắn không có lo lắng quá mức, bởi vì chiến lược không chỉ tiêm là từ lực lượng quyết định, còn có thiên tôn bảo thuật, ký hiệu, bảo khí. Trường 3152, quản việc này. Ông, hắn tế ra một thanh kiếm, phía trên có bảy ký hiệu phát sáng, đã được hắn khôi phục lực lượng thiên tôn, lại thêm thiên tôn bảo thuật cùng ký hiệu, oanh kích về phía nữ hoàng. Nữ hoàng không có thiên tôn bảo khí, ở điểm này nàng ăn thiệt thòi, nàng tránh đi phong mang của bảo kiếm, không ngừng du tẩu, sau đó ngọc trưởng đập độc, nàng cũng vận chuyển cửu hóa thiên kinh, lại thêm cầm một thiên tôn ký hiệu, chiến lực lập tức bão táp. Chỉ lấy lực lượng mà nói, đương nhiên là nữ hoàng mạnh hơn, nhưng Hà Vũ Phong có thiên tôn bảo khí, sẽ không rơi vào thế hạ phong hoàn toàn có thể đền bù lực lượng tranh lệch hai người chiến đến kịch liệt nhưng nhất thời bán hội là sẽ không phân ra thắng bại bất quá nhìn như cân sức ngang tài nhưng ai cũng biết hà vũ phong đã thua hơn nữa thua không phải một chút nhị bộ đánh nhất bộ ngay cả thiên tôn bảo khí cũng đã vận dụng thế mà chỉ đánh ngang tay người có ý tứ sao sắc mặt của hà vũ phong đỏ bừng hắn vừa tức vừa thẹn ngay cả người bên cạnh lăng hàn cũng có thể lấy yếu thắng mạnh thấp một cảnh giới cũng có thể cùng hắn đối kháng đây cũng quá không có thiên lý a à. đủ rồi hà lập quần trầm giọng quát hắn cũng không muốn nhi tử lại thụ đả kích như thế nếu không căn bản không phải khích lệ nhi tử mà là đả kích lòng tự tin của hắn để hắn hoài nghi nhân sinh hà vũ phong lại công mấy chiêu lúc này mới không cam lòng dừng tay lui trở về lang hàn lắc đầu vợ ta lấy tu vi nhất bộ đánh ngươi cũng kém chút hành hạ ngươi thành chó cho nên loại cặn bã như ngươi vẫn là an phận một chút đừng đi ra mất mặt xấu hổ hà vũ phong hai mắt phun lửa lại không có mở miệng phản bác bởi vì sự thật chính là như thế lăng hàn nhìn về phía hà lập quần ngoắc ngoắc tay lão đầu hiện tại đến phiên ngươi hà lập quần cười lạnh mặc cho ngươi miệng phun hoa sen nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối ngươi cũng chỉ có phần nuốt hận lăng hàn cười ha ha lúc trước ai bị ta đánh thành chó chết nếu không phải ngươi chạy nhanh hiện tại mộ phần cỏ cũng đã xanh a à. ánh mắt của hà lập quần mãnh liệt lúc trước bại trong tay lăng hàn, còn là ở trước mắt bao người, đây là sỉ nhục hắn không cách nào rửa. Hắn hừ một tiếng, hôm nay bản tôn liền thực hiện lời nói lúc trước, san bằng lăng thành. Hắn xuất thủ, oanh, lực lượng kinh khủng dày đặc, hóa thành một cái cự thủ ngập trời, ấn về phía lăng thành. Lấy lực lượng của tứ bộ thiên tôn, một khích này đảo qua, lăng thành khẳng định sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Lăng hàn cũng xuất thủ, tiên ma kiếm trực tiếp tế ra, chém qua bầu trời, xoát bàn tay lớn kia lập tức bị tách ra, bắn về hai bên. Bành, mặt đất xung chuyển, hai đạo lực lượng kia phân biệt đánh ở ngoài thành, nhấc lên địa chấn mãnh liệt. Lăng Hàn cầm kiếm đánh tới Hà Lập Quân, không thể để cho đối phương tùy ý làm loạn, không thì chỉ cần hắn có chút sơ sẩy, Lăng Thành liền hóa thành phế tích. Muốn chết, Hà Lập Quân lạnh lùng nói, hắn đương nhiên sẽ không sợ chiến, cùng Lăng Hàn triển khai đối oanh. Hắn cũng không để ý người bốn phía chết sống, trực tiếp bạo phát toàn uy. Phải biết, phía dưới là có thật nhiều người phản chiến, bây giờ bị lực lượng của hắn bùng lên chấn động, liền có 9 thành 9 người hóa thành mảnh vụn, chỉ có bốn năm người mới may mắn thoát khỏi, nhưng cũng bị trọng thương, cách cái chết không xa. Bọn hắn ai cũng hối hận, sớm biết tại sao phải góp náo nhiệt, kết quả đưa tính mạng của mình. Lăng Hàn cùng Hà Lập quần đại chiến, hắn lập tức toàn lực ứng phó, vận chuyển thiên tôn ký hiệu, cửu hóa thiên kinh, ngũ hành lôi thuật, nhưng kém một đại cảnh giới. Chiến lực của hắn cùng Hà Lập Quần tranh lệch thật sự quá lớn, đối phương chỉ tùy ý công kích, liền áp chế Lăng Hàn đến xít sao. Bất quá nhất bộ, Hà Lập Quân khinh thường nói, nhưng trong lòng hắn lại không biết rung động đến cỡ nào, nhất bộ thiên tôn cũng có thể mãnh đến tình trạng như vậy, để hắn hâm mộ đố kỵ hận A. À. Bất quá, cái này cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử, chỉ cần oanh sát tên yêu nghiệt này liền có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Lăng Hàn, một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, nữ trở lại rồi sao, là hổ nữ, hà đạo Hữu nghe bản tôn một câu, dừng tay như thế nào. Thanh âm một nữ tử vang lên, mặc dù không cao, lại tràn đầy lực lượng chấn nhiếp. Hà Lập Quần không khỏi giật mình, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn sang. Một mỹ nữ cung trang đang đứng ở cách đó không xa, trong tay cầm một cây phất trần, tản ra khí thế xuất trần. Bỉ khâu đạo hiếu, Hà Lập Quần nhìn đối phương gật đầu ra hiệu, đây là một vị tứ bộ thiên tôn, thực lực hoàn toàn không kém hắn, đương nhiên không thể xem thường. Nhưng hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy dừng tay việc này cùng đạo hữu không quan hệ còn xin không nên nhúng tay bỉ khâu thiên tôn lắc đầu người này là phu quân của đệ tử bản tôn bản tôn nhất định phải quản việc này hà lập quần xoay chuyển ánh mắt thái độ hòa hoãn xuống nói nể tình đạo hữu bản tỏa có thể lui một bước chỉ cần kẻ này quỳ xuống nói xin lỗi bản tôn ngược lại có thể tha cho hắn một lần bỉ khâu thiên tôn a à một chút nói kẻ này làm sao đắc tội đạo hữu rồi sắc mặt của hà lập quần không khỏi khó coi hắn có ý tứ ở trước mặt bỉ khâu thiên tôn thuật lại chuyện lúc trước hắn bị lăng hàn thảm bại sao hắn lắc đầu nói cụ thể trải qua đạo hữu liền không cần biết chỉ cần tiểu tử này có thể cúi đầu trước bản tôn bản tôn cũng không phải người hẹp hòi độ lượng bỉ khâu thiên tôn chậm rãi gật đầu lăng hàn chỉ là nhất bộ thiên tôn cúi đầu với một vị tứ bộ lại như thế nào căn bản không ảnh hưởng toàn cục nàng nhìn về phía lăng hàn nói hà đạo hữu đã nói như vậy tiểu bối ngươi liền quỳ xuống dập đầu cho hà đạo hữu mấy cái đi Lăng Hàn đang nói chuyện với hổ nữ, hai người đã có hơn một kỷ nguyên không gặp nhau, tự nhiên đều có rất nhiều lời muốn nói. Tiểu nha đầu đã sớm trở thành thiên tôn, hơn nữa còn đạt đến nhị bộ, bất quá không giống như nữ hoàng ngưng tụ rất nhiều lực lượng vị diệt, mà đi con đường thiên tôn phổ thông. Đây cũng là vì cái gì nàng có thể ở trên cảnh giới dẫn trước, giống như Lăng Hàn cùng nữ hoàng phải tiến lên từng bước, cần thời gian lớn lên kinh người, đây là cái giá khi cùng giai cường đại nhất. Trường 3153, thái độ gì? tiểu nha đầu vốn chính là người nói nhiều lại thêm lâu như vậy không có gặp nhau nàng líu xíu nói nhiều đến muốn mạng lăng hàn thì vui vẻ nghe hiện tại chỉ nhìn tiểu nha đầu nghe nàng nói chuyện cũng để hắn tràn đầy hạnh phúc ai ra nhiều lần ta kém chút chết rồi ô ô ô người cái xú ra hỏa này lại không bồi ở bên người ta tiểu nha đầu một bên chen ở trong ngực lăng hàn một bên của trách hắn vung lấy kiểu nhi hai người khanh khanh ta ta căn bản không có chú ý tới bỉ khâu thiên tôn Bỉ khâu thiên tôn không khỏi lộ ra vẻ bất mãn, ta hảo tâm thay ngươi ra mặt, ngươi đây là thái độ gì? Nàng nặng nề ho khan một chút, chấn động ra thiên tôn chi lực. Lúc này lăng hàn, hổ nữ mới bừng tỉnh, hổ nữ bất mãn nói. Lão Nico cô, không thấy nữ đang nói chuyện với lăng hàn sao? Nàng cho tới bây giờ không có bái bỉ khâu thiên tôn là sư, thái độ một mực như thế, không tính là ngỗ nghịch. Bỉ khâu thiên tôn sớm đã quen dáng dấp của nàng, chính là vì tâm linh của tiểu nha đầu tinh khiết sáng long lanh, mới có thể ở mặt tu luyện tinh tiến như thế, nếu không lấy thiên phú của nàng nhiều nhất chỉ có thể trở thành nhất bộ. Nàng khó chịu là lăng hàn, trầm giọng nói, tiểu tử, bản tôn bảo ngươi dập đầu bồi tội với hà đạo Hữu Không được, lăng hàn còn không có biểu đạt, hổ nữ trước hết nhảy ra, nàng rất hiểu rõ lăng hàn, tuyệt không có khả năng chịu nhục nhã như vậy. Nữ hoàng cũng điềm nhiên nói, lão Nico, người quá mức rồi da mặt của bỉ khâu thiên tôn run rẩy một chút, lão ni cô. Mặc dù nàng đạo hiệu là bỉ khâu, lại cùng Phật gia không có chút quan hệ nào, lại dám bảo nàng lão ni cô. Hổ nữ còn chưa tính, như thế nào nữ tử này cũng như thế. Nàng là tứ bộ thiên tôn A, làm sao nhất bộ thiên tôn dám bất kính với nàng như thế. Lớn mật, nàng trừng mắt, lưu chuyển ra sát khí vô tận, lang hàn khoát khoát tay nói, tiền bối, người có thể thay vãn bối ra mặt, vãn bối cảm kích. Bất quá, vãn bối là tuyệt đối không cúi đầu với lão xúc sinh chỉ biết hỉ lớn hiếp nhỏ. Câu nói này dĩ nhiên để bị khâu thiên tôn khó chịu, cũng làm cho Hà Lập Quần tức điên miệng, bất quá, đây cũng là hắn muốn. Hà Lập Quần đối với tính tình của Lăng Hàn có thể nói đã rõ như lòng bàn tay, biết hắn không có khả năng cúi đầu trước mình, bởi vậy cố ý lui một bước, cứ như vậy, liền thành Lăng Hàn không biết tốt xấu, bị khâu thiên tôn còn không biết xấu hổ ra mặt sao. Tiểu tử, người quá mức, bị khâu thiên tôn bất mãn nói, nàng vốn bất mãn hổ nữ có tình ý với lăng hàn cho rằng lăng hàn không xứng thứ hai người tu luyện hẳn nên đặt toàn bộ tinh lực ở tu luyện há có thể lưu luyến nhi nữ tư tình như thế lăng hàn cười nhạt một tiếng tiền bối hảo ý tha thứ khó tòng mệnh việc này tiền bối không cần quản bỉ khâu thiên tôn tức giận đến lông mày trực nhảy chỉ là nhất bộ thiên tôn làm sao dám cuồng như thế hắn là ăn chắc mình vì hổ nữ liền nhất định sẽ thay hắn ngăn lại hà lập quần hư lăng hàn chết cũng tốt như vậy hổ nữ không cần vì nam nhân thúi như vậy thần hồn biên đảo nàng đưa tay vung lên tốt bản tôn liền mặc kệ chuyện của các ngươi hà lập quần không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý từ hắn nhượng bộ bước đầu tiên liền đã đảo hố cho bỉ khâu thiên tôn ăn chắc lang hàn chính là người không chịu thua hắn tiến lên trước một bước lang hàn cơ hội đã cho ngươi nhưng ngươi không có bắt lấy quá ngu lang hàn lắc đầu hà lập quần ngươi cho rằng mình nắm chắc phần thắng hà lập quần cười lạnh bản tôn không tin, dưới tình huống như vậy ngươi còn có thể xoay người. Vậy ngươi liền phóng ngựa đến đây đi, xem ta chấn sát ngươi như thế nào. Lăng Hàn từ tốn nói, bản tôn cũng phải thử một chút, ngươi làm sao chấn sát bản tôn. Hà Lập Quần nhanh chân đi về phía Lăng Hàn, có một vị tứ bộ khác ở đây, hắn nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân diệt Lăng Hàn, miễn sinh hậu hoạn. Hôm nay, Lăng Hàn nhất định phải chết, Lăng Hàn mỉm cười, lấy ra tín phù mà sở hạo cho hắn ra, thần ý khóa chặt Hà Lập Quần, sau đó ném tín phủ ra ngoài đánh tới hà lập quân lập tức tín phủ phát sáng bắn ra khí tức vô cùng cường đại quang mang ngưng tụ hóa thành một nắm đấm sau đó oanh kích về phía hà lập quân hà lập quân sợ hãi một kích này quá kinh khủng khí tức lưu chuyển ra kia tuyệt không phải tứ bộ mà là ngũ bộ không thậm chí có khả năng lục bộ một kích này hắn ngăn không được thậm chí không có tư cách đi cản chỉ có thể trốn hắn vội vàng xoay người chạy sợ chậm một chút liền vạn kiếp bất phục Bất quá cái này chính là thủ bút của sở hạo, tương đương với lục bộ thiên tôn xuất thủ, mặc dù chỉ có uy lực của ngũ bộ, nhưng lại là tứ bộ có thể đối kháng sao. Oanh, lực lượng kinh khủng trào lên, nắm đấm đã nện vào trên thân Hà Lập Quần, lập tức, Hà Lập Quần liền chia năm xẻ bảy Ở trước mặt lực lượng của ngũ bộ thiên tôn, tứ bộ chính là cặn bã. Vì cái gì đám người lâm u liên ở tứ bộ lâu như vậy, cố nhiên là bởi vì bọn hắn cất bước quá cao, tránh không được phải chậm lại tích lũy một chút, đồng thời cũng là bởi vì ngũ bộ cùng tứ bộ tranh lệch quá xa mạnh như hà lập quần lại như thế nào dưới một kích hôi phi yên diệt con mắt của bỉ khâu thiên tôn mở to nàng có tự mình hiểu lấy nếu một kích này đánh vào trên người nàng như vậy kết quả của nàng khẳng định cũng giống như hà lập quần chết đến mức không thể chết lại đường đường tứ bộ thiên tôn cứ như vậy treo kết quả này ai có thể nghĩ được tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm hà vũ phong càng không hoàn hồn cha của mình cứ như vậy treo Hà Vũ Phong tới phiên ngươi, Lang Hàn nhanh chân mà đi, nhổ cò tận gốc, hắn cũng không phải người không quả quyết. Nếu lần này thả Hà Vũ Phong chạy, có trời mới biết một nhị bộ thiên tôn có thể tạo thành phiền phức lớn cỡ nào. Hà Vũ Phong cắn răng, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Một cái nữ hoàng cũng đủ để cùng hắn đánh ngang tay, lại thêm Lang Hàn cùng Hổ Nữ, hắn không cho rằng mình có phần thắng gì, cái này vẫn là dưới tình huống bỉ khâu thiên tôn không xuất thủ. Lang Hàn lắc đầu, tay phải tìm tòi hóa thành một đại thủ ngập trời. Tùy tiện liền trấn áp Hà Vũ Phong. Lăng Hàn Từ Tốn nói: "Hà Vũ Phong, bằng tâm mà nói, ta là người không muốn gây chuyện." Chương 3154, sư muội. Hà Vũ Phong không đáp, chỉ nói: "Có bản lĩnh liền giết ta, lề mề chậm chạp cái gì?" Thân là Thiên Tôn, điểm ấy cốt khí hắn vẫn phải có. Lăng Hàn lắc đầu, đã như vậy, vậy thì tiến ngươi lên đường. Hắn một trường ghim xuống, Hà Vũ Phong lập tức bị chấn thành bọt máu, thực lực nhị bộ căn bản không chịu nổi một kích con người của bỉ khâu thiên tôn lần nữa siết chặt phải biết lăng hàn là nhất bộ a nhất bộ lại mạnh như vậy có được thực lực tam bộ không là tiếp cận tam bộ đỉnh phong t nhìn lầm nàng thật sự là nhìn lầm nàng vốn cho rằng lăng hàn không xứng với hổ nữ nhưng từ hiện tại đến xem chỉ cần lăng hàn có thể bảo trì xu thế này đi thẳng xuống dưới như vậy khi hắn đạt tới ngũ bộ lục bộ trên đời này còn có đối thủ sao đương nhiên con đường thiên tôn vô cùng khó đi tuyệt đại bộ phận thiên tôn ở một kỷ nguyên cũng khó bước ra một bước lăng hàn thật muốn thiên hạ vô địch nào có dễ dàng như vậy khả năng ở trên con đường trưởng thành đã sớm chết hiểu lăng hàn thu tay nhìn về phía bỉ khâu thiên tôn gật gật đầu tiền bối mời vào ngồi một chút cho vãn bối dân trà hầu hạ bỉ khâu thiên tôn đáp ứng nàng đối với lăng hàn cũng cực kỳ hứng thú muốn biết sự cường đại của hắn là làm sao tu luyện ra đám người chung một chỗ tiến vào lăng thành những người trước đó bỏ thành cũng muốn đi theo vào lại bị lạnh lùng ngăn ở bên ngoài. Lăng Hàn không có yêu cầu bọn hắn xuất lực, nhưng những người này đã quên ân tình của Lăng Hàn, ở thời điểm Lăng Hàn nguy hiểm chạy, hiện tại nguy cơ thoáng qua lại muốn trở lại dựa vào, được sao? Mặc dù Lăng Hàn chỉ là nhất bộ, nhưng bỉ khâu thiên tôn không dám coi thường người trẻ tuổi này, ngươi nhìn, Hà Lập Quần còn thi cốt chưa lạnh a, à? nàng cũng không muốn bước theo gót, mặc dù nàng hoài nghi Lăng Hàn cũng không khả năng lại có dạng át chủ bài như thế nhưng hoài nghi là hoài nghi chẳng lẽ muốn dùng tính mạng của mình đi dò xét sao bỉ khâu thiên tôn bỏ lòng kiêu ngạo có thể thu đến tứ bộ nàng lịch duyệt kinh người vô luận nói đến phương diện nào nàng đều có thể êm tai nói giống như tập trung tinh lực vô hạn nàng ở lăng thành mấy ngày liền tự mình rời đi hổ nữ đã tu đến nhị bộ nàng đối với nữ đồ đệ này cũng không có cái gì để chỉ điểm tương lai hổ nữ có thể đạt tới độ cao như thế nào liền phải nhìn tạo hóa của bản thân hổ nữ mặc dù lại qua một kỷ nguyên nhưng tính cách của hổ nữ lại không có chút nào biến hóa, biết được lăng hàn cùng nữ hoàng có một đứa con gái, nàng ăn dấm không thôi, mỗi ngày hoa hoa gọi, sau đó đủ kiểu kề cận lăng hàn, muốn lăng hàn cũng cho nàng một tiểu bảo bảo. Thời gian trôi mau, lại nhiều năm đi qua, tin tức liên quan tới phụ tử Hà Lập quần chết ở lăng thành cũng chậm chậm tản ra, chấn nhiếp không ít người có dã tâm. Lúc đầu, chiến tranh kết thúc, trước đó khuôn sáo không thể động thủ với người mình tự nhiên không tồn tại nữa, thật nhiều người đều đỏ mắt lăng hàn ở Hắc Bộc Sơn lấy được thiên tôn ký hiệu. Chỉ là bọn hắn không có động tác nhanh như Hà Lập Quần, mới có thể chậm một cước, nhưng muộn cũng có chỗ tốt của muộn, không phải sao, bọn hắn đều may mắn không thôi, nếu mình giành ở phía trước, như vậy bị oanh sát không phải Hà Lập Quần, mà là bọn hắn. Vấn đề là, trong tay lăng hàn còn có dạng át chủ bài này hay không? Không người nào dám tùy tiện nếm thử, đều tu đến thiên tôn, ai không chân quý tính mệnh. Hơn nữa, chiến lực của Lăng Hàn đạt đến tam bộ đỉnh phong, ít nhất cũng phải xuất động tứ bộ mới có thể bước ra lá bài tẩy của hắn. Tứ bộ, dạng cường giả này mới bao nhiêu cái, cái nào không phải một phương bá chủ, sẽ nguyện ý thay người hiệu mệnh, đi dò xét Lăng Hàn hư thực sao. Bởi vậy, rõ ràng Lăng Hàn đã lộ ra hành tung, nhưng vẫn không có người đi Lăng Thành tìm hắn gây sự. Bất quá Lăng Hàn biết, đây chỉ là tạm thời, thiên tôn ký hiệu quá chân quý, nhất định sẽ có người nhẫn không được xuất thủ, chỉ là không biết ai là cái thứ nhất ra làm ác nhân mà thôi. Lại một năm qua đi, Lăng Thành tới một khách không mời. Sư muội, vi huynh tới tìm ngươi, một thanh âm ầm ầm vang lên, làm cho cả Lăng Thành đều run rẩy. Sư muội, sư muội nào, nữ hoàng trước tiên bay vọt ra, nàng đứng ở trên bầu trời nói. Người nào, bản tôn trương Khải Luân, xin hỏi sư muội ta hổ nữ có ở đây không? Chỉ thấy một nam tử nói, dáng người hắn vô cùng khôi ngô, khí tức cường đại nữ hoàng mắt phượng khẽ nhếch người này cho nàng áp lực cùng lăng hàn không sai biệt lắm như vậy chiến lực cũng hẳn là không sai biệt lắm là tam bộ nàng gật gật đầu hổ nữ đúng là ở đây trương khải luân rất khách khi nói vậy phiền phước thay thông báo một chút đại thạch đầu người tìm nữ làm cái gì hổ nữ xuất hiện bất quá nàng là cưới ở trên lưng lăng hàn hiện tại tiểu nha đầu dính đến lăng hàn ghê gớm muốn đem kỷ nguyên này tách rời bổ sung trở lại trương khải luân thấy cảnh này sắc mặt lập tức thay đổi hắn thích người sư muội này lúc bỉ khâu thiên tôn mang hổ nữ trở lại hắn nhìn thấy lần đầu tiên liền thích tiểu sư muội cổ linh tinh quái tính cách bướng bỉnh này chỉ là hắn một lòng tu luyện cũng không quen biểu đạt dù sao thiên tôn thọ nguyên vô hạn hắn cũng không vội không nghĩ tới lần này bế quan thời gian dài một chút kết quả vừa ra liền nghe bỉ khâu thiên tôn nói hổ nữ không trở lại đi theo tiểu tình lang của nàng rồi bởi vậy hắn lập tức xiết tới muốn cứu tiểu sư muội từ trong ma trưởng của lăng hàn gia sư muội ngươi như là cái dạng gì trương khải luân lập tức trách mắng trên mặt đầy giấm chua giống như bắt được vợ của mình ngoại tình lăng hàn không vui vợ của mình cần người khác tới vung tay múa chân sao hắn lập tức đưa tay bãi xuống ta nói ngươi có tư cách chỉ trích sao hừ ngươi lại là cái đồ vật gì trương khải luân khinh thường nói mặc dù bị khâu thiên tôn ở trong ngôn ngữ cực kỳ thưởng thức lăng hàn nhưng hắn tuyệt không tin nhất bộ thiên tôn lại có thể có được chiến lược tam bộ cái này nhất định là bỉ khâu thiên tôn quá mức yêu thương hổ nữ, mới có thể khuếch đại. Đi đi đi, đừng sử dụng tâm không cần thiết. lang Hàn phất phất tay, nhất bộ thiên tôn nho nhỏ cũng dám làm càn ở trước mặt bản tôn. chương 3155, phiền phức vô cùng. Trương Khải Luân có chút khó tin, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhất bộ thiên tôn phách lối như vậy, chẳng lẽ hắn không biết mình là tam bộ. Hơn nữa đã tu đến tam bộ đỉnh phong, khoảng cách tứ bộ cũng chỉ kém một chút xíu hắn nghĩ lại liền minh bạch, nghĩ đến Lăng Hàn hẳn là quả thật có chút thiên phú, cho nên để hắn dưỡng thành tính cách không coi ai ra gì như thế. Hừ, vậy hắn càng không thể không quản, làm sao yên tâm giao tiểu muội sư cho loại người sốc nổi này. Xem ra, bản tôn cần hảo hảo dạy bảo ngươi một chút, đối với cường giả cần bảo trì tôn trọng tuyệt đối. Hắn ngạo nghễ nói, đưa tay liền nhấn tới Lăng Hàn, lực lượng ngưng tụ, hóa thành một đại thủ bao phủ tới. Đại thạch đầu, nếu muốn đánh bạo ngươi, hổ nữ dẫn đầu bão nổi, từ trên lưng lăng hàn nhảy lên một cái, trên nắm tay nhỏ bao vây lấy quang mang ngân sắc, đón lấy đại thủ kia. Sư muội Trương Khải Luân kinh hô một tiếng, liền tranh thủ thu đại thủ, hắn sợ ngộ thương đến hổ nữ. Bởi như vậy, công kích không hiểu từ tiêu, đại thạch đầu, nhanh lăn, nữ chán ghét ngươi, hổ nữ vẫy tay, một bộ đuổi ruồi. Trương Khải Luân bị một câu của hổ nữ nói đến đau lòng, hắn oán hận nhìn Lăng Hàn, nhận định đây hết thảy đều là trách nhiệm của Lăng Hàn. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lăng Hàn lắc đầu, thứ nhất, thời điểm ta cùng hổ nữ nhận biết, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Thứ hai, người người này thật đúng là rãnh rồi, nhàn sự cũng quản nhiều lắm. Trương Khải Luân lập tức bị chọc giận gần chết, hắn là sống mấy kỷ nguyên, nhưng Lăng Hàn thì sao, nhiều lắm là hơn một kỷ nguyên, cái gì nói thời điểm ta cùng hổ nữ nhận biết ngươi còn không biết ở chỗ nào. Vì sao khẩu khí của tiểu tử này cuồng như vậy, chỉ là hổ nữ rõ ràng muốn che chở hắn, để trương khải luân sợ ném chuột vỡ bình không dám xuất thủ hắn hận tiểu tử này cũng quá biết ăn bám lăng hàn cười nhạt một tiếng ngươi không phục đúng hay không đến xuất thủ chiến một trận để cho ta nhìn xem ngươi có năng lực gì trương khải luân không thể tin được chỉ là nhất bộ thiên tôn lại dám khiêu khích mình như thế ngươi uống lộn thuốc sao hồ nữu lại vỗ tay cười nói lăng hàn hảo hảo giáo huấn tảng đá thối này nàng đối với lăng hàn tràn đầy lòng tin lăng hàn đã chủ động khiêu chiến vậy thì nhất định là có nắm chắc đây là tín nhiệm của hổ nữ đối với lăng hàn căn bản không cần lăng hàn nói cái gì lăng hàn gật gật đầu tốt trương khải luân lại vô cùng phẫn nộ tiểu tử này vì ở trước mặt hổ nữ khoe khoang thật sự là ngay cả da mặt cũng không cần hắn nắm chặt nắm đấm quyết định hung hăng sửa chữa lăng hàn một trận nề mặt hổ nữ hắn sẽ không giết lăng hàn nhưng nhất định phải làm cho da hỏa không biết trời cao đất rộng chỉ biết khoác lác kia biết cái gì gọi là kính sợ Lăng Hàn dẫn đầu xuất kích, hưu, thân hình hắn lóe lên đã xuất hiện ở trước mặt Trương Khải Luân, đối diện chính là một quyền đánh tới. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo, Trương Khải Luân giận quá mà cười, một quyền đối oanh này, phải là thực lực tương đương, thậm chí dưới tình huống nghiền ép mới có thể dùng đến, một nhất bộ thiên tôn lại dám xuất thủ với tam bộ thiên tôn như thế, lá gan mập bao nhiêu. Hắn cũng đấm ra một quyền, muốn cho Lăng Hàn một cái giáo huấn khắc cốt minh tâm. Oanh, nắm đấm của hai người va vào nhau, lập tức dẫn động năng lượng thiên địa điên cuồng phun trào, bành bành bành, không gian bốn phía nổ tung, cũng may là Lăng Hàn chủ động xuất kích, hai người khai chiến ở trên bầu trời, nếu không dư ba chấn động, bảo đảm Lăng Thành lập tức hủy diệt. Ừm, Trương Khải Luân giật nảy cả mình, một quyền này của Lăng Hàn lực lượng lớn hoàn toàn vượt ra khỏi ý tưởng của hắn, đạt đến trình độ cùng hắn gần như ngang hàng, mặc dù yếu hơn một chút, nhưng hoàn toàn có thể cho rằng là đối thủ cùng dai. Nhất bộ cùng dai, nói đùa cái gì vậy, Lăng Hàn chấn động cánh tay phải, bành, Trương Khải Luân liền bị hắn đẩy lui trở về, hắn chậm rãi thu quyền. Như thế nào, biểu lộ của Trương Khải Luân lập tức trở nên nghiêm túc, hắn cuối cùng biết bị khâu thiên tôn ca tụng Lăng Hàn không có chút quá mức nào, thậm chí còn uyển chuyển, đoán chừng là không muốn đả kích lòng tự tin của hắn. Nhất bộ thiên tôn, chiến lược tam bộ, trước nay chưa từng có, cổ kim không thấy. Bất quá, hắn cũng sẽ không đơn giản từ bỏ, bởi vì hắn chẳng những thích hổ nữ, bản thân cũng là một cuồng nhân chiến đấu đến chiến hắn hét lớn một tiếng giết về phía lăng hàn bành 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 hai người đại chiến có thể trở thành thiên tôn mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài càng là cơ duyên nghịch thiên cái này không cần nghi ngờ bất quá có chút thiên tài càng thêm siêu quần bạt tụy ở lúc nhất bộ dung hợp không chỉ một lực lượng vị diện đặc thù khiến cho chiến lược có thể nghiền ép cùng dai cái này một là thiên phú bản thân xuất chúng thứ hai là có bối cảnh giống như lăng hàn nếu không suy nghĩ muốn cùng giai vô địch, thì không có khả năng đi dung hợp lực lượng vị diện. Còn Trương Khải Luân, thiên phú của hắn thế nào không biết, nhưng nhìn hổ nếu không có dung hợp càng nhiều lực lượng vị diện liền biết, mạch này cũng không có phương pháp tu luyện như này. Cho nên, Trương Khải Luân chỉ là tam bộ phổ thông, trên thực tế, thiên tôn có chiến lực siêu việt cùng giai ít đến thương cảm, dù sao người có thể đi đến bước này, cái nào cũng là thiên tài đến không thể thiên tài nữa. Chiến lực của Trương Khải Luân toàn bộ triển khai, nhưng lăng hàn luôn có phương pháp xử lý người ra thiên tôn ký hiệu vậy ta cũng ra thiên tôn ký hiệu người ra thiên tôn bảo thuật vậy ta cũng ra thiên tôn bảo khí càng là tất cả mọi người đều có bọn hắn đại chiến liên tục liều mạng ba ngày ba đêm lại như cũng bất phân thắng bại cuối cùng trương khải luân quả quyết ngưng chiến thiên tôn ký hiệu đã dùng hết hắn muốn lần sau tái chiến hai người thực lực tương đương trương khải luân muốn đi lăng hàn ngăn không được lăng hàn người thật giỏi a à, hồ nữ nhảy tới cưỡi lên trên lưng lăng hàn. Nếu đánh không lại đại thạch đầu này, vẫn là lăng hàn của nữ lợi hại nhất. Lăng hàn cười ha ha, kia là đương nhiên, qua vài ngày, Trương Khải Luân lại tới. Không nói chiều, đánh, hai người lại chiến bốn ngày, lần này Trương Khải Luân thông minh, không có ngay từ đầu liền sử dụng hết tất cả tuyệt chiêu, kéo dài chiến đấu đến bốn ngày, nhưng vẫn là lấy bất phân thắng bại kết thúc. mươi 3156, mưa gió nổi lên một. Hắn nghỉ ngơi mấy ngày, lần nữa đến chiến. Mỗi lần Trương Khải Luân đều không có chiếm được chỗ tốt, nhưng sau mỗi lần chiến đấu, đều sẽ cách tầm vài ngày ngóc đầu trở lại. Mới đầu, Lăng Hàn cũng không ngại có cái bồi luyện, mấu chốt là gia hỏa này quá chấp nhất, 10 lần, 20 lần, 30 lần, cảm giác hắn đang tiêu hao Lăng Thành, giống như kẹo da trâu, đánh không thắng, nhưng cũng đánh không bại, mặt dạn mày dày không chịu đi. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, nếu như hắn còn có một tấm tín phù, vậy tuyệt đối sẽ cho đối phương, quá phiền đi. Nhưng mà, tính bền dẻo của Trương Khải Luân kinh người đến lạ thường, tới tới đi đi, thoáng chớp mắt đã ba vạn năm. Hiện tại, người trong lăng thành đều biết Trương Khải Luân tồn tại, mới đầu còn có chút lo lắng, một vị thiên tôn giết tới A, à, nhưng bây giờ cũng đã quen thuộc, tới thì tới, dù sao đánh mấy ngày liền đi. Lăng Hàn thì muốn điên, làm sao có người vô lại như thế. Phu quân, không bằng chúng ta đi thôi. Hách liên tầm tuyết đề nghị, đúng đúng, đi từng địa phương một chút, ăn một chút. Hổ nữ ở một bên vỗ tay, thời điểm nhắc đến ăn, hai mắt nàng tỏa ánh sáng. Dù trở thành thiên tôn, nàng vẫn là tính cách lúc trước, không có cải biến chút nào. Lăng Hàn muốn đi rất dễ dàng, trực tiếp xuyên thẳng qua nguyên thế giới, muốn đi đâu cũng dễ dàng. Chúng nữ đều nhìn về phía Lăng Hàn, cảm thấy cái chủ ý này không tệ, nếu không Trương Khải Luân động một chút lại tới khiêu chiến, ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng sinh hoạt vợ chồng của bọn họ, tỉ như đang muốn xử lý đại sự để Lăng gia tăng lên nhân khẩu, kết quả Trương Khải Luân khiêu chiến, Lăng Hàn liền đi nào có hồn đản như thế. Lăng Hàn cũng nghiêm túc nghĩ, nếu như chân chính đến đánh nhau cùng cấp, vậy hắn chân áp Trương Khải Luân tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn vẫn là nhất bộ. Hơn nữa, bởi vì hắn trong cơ thể lực lượng vị diện nhiều lắm, đánh nhau cùng cấp dĩ nhiên vô địch, nhưng cũng là như thế, hắn mỗi tiến nhất bộ cần thời gian dáng dấp kinh người, chỉ là mấy vạn năm lại thế nào khả năng để hắn tiến bộ đâu. Ta cần càng nhiều thiên tôn ký hiệu, Lăng Hàn nói, chỉ có thu hoạch số lượng đầy đủ thiên tôn ký hiệu, hắn mới có thể để cho tu vi hát vang tiến mạnh. Lăng Hàn không muốn đi, dưới tình huống thực lực chênh lệch không nhiều, hắn còn không có tiền lệ bỏ chiến, vậy cũng thật không có mặt mũi. Chỉ là Trương Khải Luân khiêu chiến thực sự quá phiền, để Lăng Hàn nghiêm túc suy tính tới vấn đề này. Hắn thề, đợi hắn dảo bước tiến lên nhị bộ, nhất định phải đánh bay ra hỏa này. Viêm xương vị diện, ở một đại sơn nào đó, Trang Phi Thủy chắp tay đứng ở trên đỉnh núi, rõ ràng không có bất kỳ động tác gì, nhưng giữa thiên địa lại có từng đạo năng lượng dũng mãnh lao tới cơ thể của hắn. Đây không phải là linh khí, mà là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Đạt tới độ cao như hắn, dù không có tận lực tu luyện, thân thể lại bản năng vận chuyển, thời khắc ở vào trạng thái tu luyện, tăng lên cảnh giới. Hắn như một vị thần linh ở giữa thiên địa, để cho người ta chỉ muốn quỷ bái. Đại nhân, một tiên vương tầng 9 đi vào, Trương Khải Luân đã ở lăng thành không ngừng khiêu chiến hơn 3 vạn năm, Trang Phi Thụy gật đầu, mắt hắn nhìn phương xa, lẩm bẩm nói. Nếu như Lăng Hàn còn có át chủ bài, cũng đã dùng ở trên người Trương Khải Luân, nhưng hắn vẫn không dùng, có phải nói, lá bài tẩy của hắn đã dùng hết hay không? Tên tiên vương tầng 9 kia cung kính đứng đấy, hai tay rũ xuống bên chân, như một đạo đồng, mảy may nhìn không ra bá khí của tiên vương tầng 9. Lời này, hắn không dám tiếp, Trang Phi Thụy thở hắt ra thật dài, ngừng tụ thiên địa linh khí vô tận, hóa thành phong bạo xoay quanh người hắn sau đó bay vút lên. Đây là một chân long, cấp bậc tiên vương, thở ngụm khí liền có thể tạo ra được một chân long, thủ đoạn của hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Xem ra, bản tôn cần đi một chuyến rồi, Trang Phi Thủy từ tốn nói, trong ánh mắt của hắn chấp động lên sát ý. Đối với Lăng Hàn, hắn có quá nhiều hận, Linh Bảo Hải, ra ra, Trương Khải Luân kia ở Lăng Thành đã hơn 3 vạn năm, xem ra, Lăng Hàn thật không có át chủ bài. Trên một con cửa quy dài chừng mấy vạn trượng, đang có hai người đứng thẳng, nhìn đều là tuổi còn rất trẻ. Mở miệng chính là một người trẻ tuổi áo tím, nhìn qua ôn tồn lễ độ, nhưng trên thân phát ra khí thế lại cực kỳ kinh người, chính là nhất bộ thiên tôn. Một người khác thì bận áo xanh, nhìn qua cùng người trẻ tuổi áo tím tranh lệch không nhiều, nhưng ánh mắt thâm thúy, tản ra tuế nguyệt tang thương, vô cùng sâu xa, cổ lão. Đây là đôi ông cháu, ra ra phong hào thánh nguyên, là một vị tứ bộ thiên tôn, cháu trai thì gọi Giang Phi Quang, giảo bước tiến lên thiên tôn vị cũng không bao lâu, bởi vậy còn không có phong hào. thánh nguyên thiên tôn gật gật đầu, trên người người này có một viên thiên tôn ký hiệu, chính là bên ngoài bảy ký hiệu truyền thế, dị thường chân quý. người đánh chủ ý hắn tất nhiên rất nhiều, bản tôn muốn ních thân xuất động bảo vật này, bản tôn nhất định phải được. giang phi quang lộ ra vẻ hâm mộ, hắn cũng muốn thiên tôn ký hiệu bên ngoài bảy ký hiệu truyền thế, nhưng hắn làm sao dám cạnh tranh với gia gia của mình, chỉ có thẩm ước ao. trở về. Thánh Nguyên Thiên Tôn nhẹ nhàng nói, cự quy phía dưới lập tức quay đầu, bốn chân vạch một cái chính là mấy vạn dặm. Phong tình, cửu ngũ Thiên Tôn xuất hiện ở trong một sơn cốc, nơi này băng thiên tuyết địa, ngay cả tiên vương tầng chín tiến vào cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành băng côn, bởi vì đây không phải là lạnh tự nhiên, mà đến từ một vị tam bộ Thiên Tôn. Phong tình ngồi xếp bằng, quanh người trong vòng ba trượng có băng tuyết bay tán loạn, hóa thành ký hiệu này đến ký hiệu khác, nhưng mỗi một cái đều vô cùng mơ hồ, khó mà nhận biết. Cửu ngũ thiên tôn thấy thế, con người không khỏi có chút siết chặt. Phong tình đây là tự sáng tạo thiên tôn ký hiệu, mặc dù cách thành công còn không biết kém bao xa, nhưng có thể đi ra một bước này cũng đã siêu việt chín thành chín thiên tôn. Cửu ngũ thiên tôn không khỏi ghen ghét, mặc dù hắn bước vào tam bộ, nhưng nói đến muốn tự mình tu ra một viên thiên tôn ký hiệu lại là mơ tưởng. Nắm giữ thiên tôn ký hiệu khác biệt, chẳng những ảnh hưởng chiến lực, cũng sẽ để tốc độ tu luyện xuất hiện tranh lệch cực lớn, gấp 10, gấp 20 lần thậm chí nhiều hơn cũng có thể chương 3157, mưa gió nổi lên hai Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền càng thêm lửa nóng. Đi tìm tiểu tử lăng hàn kia, cướp đoạt thiên tôn ký hiệu như thế nào? Hắn nói, phong tình tĩnh tọa, một lát sau, ký hiệu bốn phía đột nhiên biến mất, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nghe nói, tiểu tử kia có được chiến lược tam bộ, cho dù chúng ta xuất thủ cũng chưa chắc có thể đạt được. Chúng ta liên thủ, chỉ ít có một nửa tỷ lệ thành công trở lên. Cửu ngũ thiên tôn nói, hơn nữa nếu không sớm một chút chấn sát kẻ này đợi hắn giảo bước tiến lên nghị bộ tam bộ chúng ta còn là đối thủ của hắn sao không nên quên thời điểm ở tiên vực chúng ta là đối với hắn như thế nào phong tình không khỏi thở dài trước đó ngư hư đã cầu hắn xuất thủ nhưng có tin lăng hàn đã thành phế nhân hắn liền không xuất thủ nhưng bây giờ đến xem rõ ràng là lăng hàn giả heo ăn thịt hổ hắn chưa từng bị phế chỉ là lấy phương thức như vậy để rất nhiều cường giả khinh thường ra tay với hắn kết quả hắn thành công bước vào thiên tôn, nhất bộ liền có thể địch nổi tam bộ. Ác tử kia, phải chết, phong tình lành lạnh nói, không nói cái khác, đệ tử xuất sắc nhất của hắn liền chết ở trong tay lăng hàn, thù này há có thể không báo. Vậy phong tình đạo hữu đồng ý cùng bản tôn liên thủ. Cửu ngũ thiên tôn vui mừng, phong tình lại lắc đầu, hiện tại xuất thủ, không nắm chắc chút nào, bản tôn muốn bế quan tu luyện, đợi tu thành chính quả, tự nhiên sẽ đi tìm tiểu tử kia. Hắn thiên phú chắc tuyệt, khoảng cách tu ra thiên tôn ký hiệu đã không xa, lúc này tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Cửu ngũ thiên tôn khuyên một hồi, lại bị phong tình thiên tôn hạ lệnh trục khách, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hắn đi ra cốc khẩu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc trước ở trong tứ đại thiên tôn tới đây, liền lấy thành tựu của hắn thấp nhất, vô nhạc mạnh nhất, nghe nói sắp xảo bước tiến lên tứ bộ, thanh hỏa cũng không kém bao nhiêu. Nguyên bản phong tình cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng bây giờ sắp tu ra thiên tôn ký hiệu, cực có khả năng cái sau vượt cái trước. Trong lòng của hắn tranh lệch rất lớn, thân là thiên tôn, hắn nào cam tâm cúi đầu trước vận mệnh. Không được, bản tôn nhất định phải đạt được viên thiên tôn ký hiệu kia. Hắn cắn cắn răng nói, Lăng Hàn rõ ràng cảm giác được Lăng Thành gần đây bầu không khí có chút gấp, mặc dù vẫn luôn chỉ có Trương Khải Luân khiêu chiến hắn, nhưng mỗi lần thời điểm hai người chiến đấu, liền sẽ có từng đạo thần ý quét tới, khóa ở trên người hắn. Hắn thở dài, Trương Khải Luân thật đúng là tai tinh, nguyên bản hắn lấy tín phù mà sở hạo ban tặng giết chết Hà Lập quần chấn nhiếp vô số kẻ có dã tâm, nhưng bị Trương Khải Luân nháo trò như thế, cái lực uy hiếp này liền hạ xuống đáy cốc. Đã có thật nhiều người đoán được hắn kỳ thật không còn át chủ bài, nhưng ai cũng không muốn làm áo cưới, bởi vậy cái nào cũng không có nhảy ra, còn đang quan sát. Nhưng tình huống như vậy hẳn là sẽ không tiếp tục bao lâu, không lâu sau đó sẽ có người đầu tiên nhảy ra, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, muốn thôn vệ hết hắn. Thiên tôn ký hiệu dụ hoặc, ngay cả lục bộ thiên tôn cũng rất khó ngăn cản. Nên rời đi. Lăng Hàn nguyên bản liền có tính toán như vậy, chỉ là đang do dự, nhưng bây giờ tình huống như vậy lại giúp hắn hạ quyết tâm. Hắn nguyên bản muốn cùng nữ nhi chung một chỗ, nhưng Lăng Hi có thể bộc phát chiến lực của Chuẩn Thiên Tôn, ở trong võ viện lại không người biết thân phận của nàng, tùy tiện tiến đến, ngược lại sẽ để cho thân phận của nàng lộ ra ngoài. Được rồi, liền chỉ bọn hắn rời đi a. À. Lăng Hàn bắt đầu làm chuẩn bị, thu từng người của Lăng Thành vào tiên khách cư. Đồng cam cộng khổ, Lăng Hàn đối với người lưu lại tràn đầy tín nhiệm đương nhiên không có khả năng vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Hiện tại trong tay hắn có thật nhiều tiên kim, hoàn toàn có thể tạo ra càng nhiều tiên khách cư, thậm chí hắn có loại cảm giác, khi lực lượng vị diện trong cơ thể hắn trưởng thành đến trình độ nhất định, bản thân liền có thể thai ngén ra linh dược, tiên kim. Đương nhiên, cách một bước này còn xa lắm, có lẽ phải đợi đến thời điểm hắn đạt tới thất bộ. Lần này rời đi, Lăng Hàn còn có mục đích khác. Thu hoạch chỉ ít hai khối phệ kim thiết, hiện tại tiên kim với hắn mà nói đã không đáng giá, nhưng muốn đúc Thiên Tôn bảo khí, cũng chỉ có Phệ Kim Thiết mới có thể làm được. Mặc dù viêm xương vị diện lớn, nhưng số lượng Thiên Tôn cũng nhiều, Phệ Kim Thiết rất khó thu được. Cho nên, đi vị diện khác tìm xem, hẳn là sẽ có thu hoạch. Thu tất cả mọi người vào không gian tiên khí, Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, hiện tại vô luận ai chạy tới hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần xuyên thẳng qua vị diện, thất bộ ngăn được hắn sao? Lăng Hàn không biết, bởi vì hắn còn không có gặp qua thất bộ Thiên Tôn không biết thất bộ đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Lăng Hàn, Trương Khải Luân lại tới khiêu chiến, Lăng Hàn nhảy ra thành, hắn muốn cùng Trương Khải Luân tiến hành trận chiến cuối cùng, sau đó hắn liền rời đi, nguyên thế giới lớn như vậy, có thể mặc hắn ngao du. Trận chiến này, liền để cho bản tôn đi. Một thanh âm sâu kín vang lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi áo xanh đột ngột xuất hiện. Trương Khải Luân nhìn thấy, con người không khỏi có chút siết chặt. Thánh Nguyên đại nhân, đây là một vị tứ bộ thiên tôn chẳng lẽ hắn cũng muốn khiêu chiến lăng hàn thánh nguyên thiên tôn nhìn về phía lăng hàn ngươi là tự mình giao thiên tôn ký hiệu ra hay để bản tôn luyện hóa nó ra thiên tôn ký hiệu chỉ có thể truyền lại mà không thể truyền thụ cái này có thể tự mình dứt bỏ tương đương với cắt thức hải ra một bộ phận để gánh chịu thiên tôn ký hiệu tự nhiên chỉ có thể một lần vứt bỏ mình liền không có hơn nữa sẽ đối với mình tạo thành thương tổn cực lớn không phải cường giả tuyệt đỉnh không có khả năng làm như thế giống như Chu Hằng có thể dứt bỏ thiên tôn ký hiệu cho Hắc Lư, đó là bởi vì Chu Hằng đã đạt đến lục bộ, thức hải lớn đến không biết bao nhiêu, nhưng Lăng Hàn mới chỉ là nhất bộ, hắn tuyệt đối thua thiệt không dậy nổi. Nhưng luyện hóa liền càng thêm tàn nhẫn, mệnh cũng sẽ không còn. lang Hàn cười nhạt một tiếng, ta biết ngươi, không nhận biết, Thánh Nguyên Thiên Tôn cười lắc đầu, ta đắc tội qua ngươi. Lăng Hàn lại hỏi, Thánh Nguyên Thiên Tôn y nguyên lắc đầu, trước đó chưa gặp mặt, ta giết nhi tử, cháu trai nhà ngươi, Lăng Hàn lại hỏi, chương 3158, rời đi, tựa hồ tính tình của Thánh Nguyên Thiên Tôn tốt kinh người, hắn vẫn lắc đầu. Không có, vậy ngươi chạy đến nhà ta, hỏi ta muốn Thiên Tôn ký hiệu. Ta thiếu ngươi, Lăng Hàn đột nhiên bộc phát, ngươi cao tuổi rồi sống ở trên thân cầu sao. Nụ cười trên mặt Thánh Nguyên Thiên Tôn lập tức im bặt mà dừng, hắn một mực quan sát Lăng Hàn, từ thần sắc của đối phương khẳng định Lăng Hàn đã không có át chủ bài, không nghĩ tới lăng hàn lại đột nhiên bạo phát, trực tiếp mắng hắn máu cho xối đầu. Tiểu tử này, hắn lạnh lạnh nhìn lăng hàn, sát cơ đã sinh, thánh nguyên đạo huynh, trận chiến này tặng cho bản tôn như thế nào. Trong một tiếng cười dài, trang phi thụy xuất hiện, trên mặt hắn mang theo vẻ ngạo nhiên, mặc dù xưng thánh nguyên tiên tôn là đạo huynh, lại không hề có kinh ý. Mặc dù hắn mới vừa vào tứ bộ, nhưng hắn ở nhất bộ tu quá cường đại, chiến lực đã là tứ bộ đỉnh phong, hoàn toàn không sợ thánh nguyên thiên tôn. Trương Khải Luân thì giật mình, hắn đương nhiên nhận ra Trang Phi Thủy, lúc trước bọn hắn miễn cưỡng xem như cùng một thời đại. Gia hỏa này không phải đã sớm chết sao, làm sao đột nhiên liền xông ra, hơn nữa còn bước vào tứ bộ. Ha ha, Bản Tôn cũng muốn tham gia náo nhiệt, lại một cường giả xuất hiện, đồng dạng là tứ bộ. Bản Tôn cũng không cam chịu tịch mịch, tên Thiên Tôn thứ tư hiện thân, vẫn là tứ bộ. Xuất hiện Thiên Tôn càng ngày càng nhiều, nguyên bản bọn hắn chỉ là ở bốn phía quan sát, nhưng bây giờ đều xông ra không có cách, chậm một bước, Lăng Hàn bị người bắt đi, luyện hóa ra thiên tôn ký hiệu, như vậy từ trong tay cường giả cùng giai cướp đoạt thiên tôn ký hiệu, cái này độ khó quá cao. Ngoại trừ siêu cấp yêu nghiệt như Trang Phi Thủy, phần lớn thiên tôn ở trong đồng cấp chiến lực đều là không sai biệt lắm, chỉ nhìn ai thu hoạch đến thiên tôn ký hiệu càng nhiều, càng mạnh. Trương Khải Luân nhe răng, đây là có chuyện gì? Không chỉ tứ bộ, ngay cả tam bộ thiên tôn cũng tới rất nhiều, nhưng bọn hắn không có tư cách tới gần, ai cũng ở phía xa chờ cơ hội, vạn nhất lang hàn bị trọng thương, bị đánh bay đến chỗ bọn hắn thì sao? lang hàn liền thấy được cửu ngũ thiên tôn trong ánh mắt của hắn lập tức hiện lên một đạo sát khí, nhưng muốn giết ra tứ bộ thiên tôn vây quanh, giết chết một tam bộ thiên tôn, cái này độ khó quá cao. trừ khi hắn tiến lên nhị bộ, cũng được. giết người không cần nóng lòng nhất thời. lang hàn nhìn tứ bộ thiên tôn bốn phía, đừng nói có mười cái, dù một cái hắn cũng gánh không được. nhưng hắn đã tính trước, tự nhiên không chút hoang mang nói. Các ngươi nhiều tứ bộ thiên tôn như vậy khi dễ ta, thật đúng là đủ mặt mũi. Lời này tràn đầy châm chọc, để những tứ bộ thiên tôn kia đều đỏ mặt. Phải biết, Lăng Hàn chỉ là nhất bộ mà thôi, đừng nói xuất động nhiều tứ bộ như vậy, dù một cái cũng quá mức. Lời này, bọn hắn không phản bác được, cùng một tên tiểu bối có cái gì phải nói nhảm, trước bắt lại nói. Có tứ bộ thiên tôn nói, Lăng Hàn nhìn về phía hắn, gật gật đầu, ta nhớ kỹ ngươi, ngày sau nhất định sẽ đến nhà bái phỏng tứ bộ thiên tôn kia không khỏi sắc mặt tối đen lang hàn còn dám uy hiếp mình chẳng lẽ hắn nghĩ lần này còn có thể may mắn thoát khỏi sao bản tôn bạch diễm người không ngại nhớ kỹ hắn từ tốn nói trước bắt chúng thiên tôn đều tạo thành nhận thức chung trước bắt người bọn hắn lại dùng võ mà định ra ai có thể thu hoạch được thiên tôn ký hiệu nếu không bọn hắn đánh sống đánh chết lại có ý nghĩa gì tốt những người khác cũng đồng ý trương khải luân thối lui đến nơi xa chiến đấu như vậy đã không phải là hắn có thể nhúng tay trong lòng của hắn khẽ động lập tức lao về phía trong thành lăng hàn đã xong đời hắn muốn dẫn hổ nữ về sư môn sư muội sư muội hắn tiến vào trong thành lại lập tức phát hiện trong thành không có một bóng người một mảnh vắng vẻ không ai đây là một tòa thành không trương khải luân lập tức bay ra thành lớn tiếng nói lăng hàn người giấu sư muội của ta đi nơi nào trước đó lăng hàn vận dụng thủ đoạn giấu giếm thiên địa để cho người ta lầm tưởng tòa thành thị này giống như trước kia ừm nhiều thiên tôn đều giật mình bọn hắn đều là lão hồ ly lập tức liên tưởng đến rất nhiều nhanh bắt kẻ này bọn hắn trước tiên xuất thủ không cho lăng hàn có cơ hội làm mánh khóe lăng hàn nhoẻn miệng cười các vị âm dung kiếu mạo của các ngươi ta đều nhớ kỹ hy vọng các ngươi sống lâu trăm tuổi trước khi ta tìm các ngươi phải hảo hảo còn sống hiu thân hình hắn lóe lên trực tiếp biến mất người đâu chúng thiên tôn đều kinh hãi bởi vì bọn hắn đã phong tỏa không gian bốn phía lăng hàn tuyệt không có khả năng thuấn di đi mới phải thế nhưng mà người đâu những thiên tôn này ngăn không được lăng hàn là bởi vì lăng hàn không phải lấy không gian thuấn di mà là xuyên thẳng qua vị diện cái này ở trên cấp độ không biết cao hơn bao nhiêu tiểu tử này là xuyên thẳng qua vị diện có thiên tôn lập tức kịp phản ứng đuổi theo chỉ cần là tam bộ thiên tôn liền có tư cách xuyên thẳng qua vị diện huống chi là những tứ bộ này bọn hắn nhao nhao xé mở không gian tiến vào hư không bất quá hư không là mặt khác của nguyên thế giới nơi này tràn đầy hỗn loạn cũng tràn đầy hắc ám vô tận coi như tứ bộ thiên tôn tiến vào nơi này cũng hai mắt tối đen lâm vào hỗn độn ở chỗ này không có người có thể thấy xa sẽ bị lạc lối vĩnh viễn trừ khi có tọa độ vị diện chỉ dẫn như là hải đăng vậy thế nhưng mà lăng hàn làm sao lại không có hành tẩu ở trong bóng tối căn bản không có khả năng đi thẳng tắp sẽ ở trong một không gian nhỏ bồi hồi thật giống như quỷ đà tường vậy theo lý mà nói mỗi người đều như thế lăng hàn đương nhiên cũng không thể ngoại lệ nhưng người lại chạy tới nơi nào rồi trừ khi hắn có được tọa độ vị diện có người đột nhiên nói lập tức tất cả thiên tôn đều trầm mặc đây cũng là giải thích hợp lý duy nhất chỉ là trong lòng bọn họ còn có nghi hoặc cho dù có tọa độ vị diện lăng hàn lại làm sao biến mất nhanh như vậy cái này tự nhiên là bởi vì trong cơ thể lăng hàn có vô số lực lượng vị diện hắn phảng phất như chính là một tiểu nguyên thế giới, tốc độ xuyên qua vị diện tự nhiên nhanh đến mức kinh người, ngay cả thất bộ thiên tôn đoán chừng cũng chỉ có thể trố mắt. Chương 3159, hư không có địch. lang Hàn xuyên qua không gian, hắn dự định tới vị diện cao cấp, vị diện cấp độ cao, tỷ lệ tìm kiếm được vệ kim thiết cũng sẽ cao hơn nhiều. Ước chừng một năm sau, lang Hàn sắp từ một vị diện cao cấp đi ra, lại đột nhiên dâng lên một cảm giác tim đập nhanh. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, hắn không chút do dự, lập tức xé mở không gian thoát ly hư không thân hình hắn ngã ra ngoài chỉ gặp cái này không biết là địa phương nào bốn phía đều là biển lửa sôi trào hỏa diễm ngập trời bị bỏng đến lăng hàn có chút đau nhức nhưng đây cũng không phải là nguy cơ lớn nhất chỉ gặp một cây roi màu đen đang từ trong hư không đánh tới không phải cây roi màu đen mà là xúc tu của cuồng loạn lăng hàn kinh hãi toàn thân lông tơ dựng thẳng hắn cũng không phải thất bộ thiên tôn có thể cùng cuồng loạn ganh đua tranh giành lại nói ngay cả thất bộ thiên tôn cũng phải liên thủ mới có thể đối kháng cuồng loạn, hơn nữa còn phải nhờ lực lượng của viêm xương vị diện, nhất bộ thiên tôn làm sao có thể đối kháng. Hắn vội vàng đưa tay, xoát, hư không lập tức bị san bằng. Banh, dù như thế, Lăng Hàn vẫn cảm thấy không gian chấn động, một đạo ba động xẹt qua, sắc mặt của hắn không khỏi trắng bệch, chỉ cảm thấy khó chịu muốn thổ huyết. Cuồng loạn quá mạnh, cách không gian chấn động cũng để hắn muốn thổ huyết, thật sự là đáng sợ. Lăng Hàn hít khí lạnh, lúc trước cuồng loạn chính là theo hải đăng của tiên vực vị diện mà tìm qua may mắn lúc trước chu hằng có mặt nếu không để xúc giác của cuồng loạn đánh vào như vậy tạo thành phá hư chính là vô cùng đáng sợ hư không là lãnh địa của cuồng loạn lang hàn có thể tự do xuyên thẳng qua vị diện đó là bởi vì trong cơ thể hắn có lực lượng vị diện vô tật muốn đi vị diện nào liền đi cuồng loạn không có năng lực lớn như thế nhưng bản thân nó là một vị diện tuyệt sẽ không mất phương hướng ở trong hư không nhiều lắm chỉ là tìm không ra lối vào xem ra, xuyên thẳng qua vị diện cũng là một chuyện nguy hiểm, bởi vì trong đó có tồn tại đáng sợ nhất trên đời này. Cuồng loạn, Lăng Hàn ngồi ở trong biển lửa, thở hồn hền mấy cái, lúc này mới quan sát hoàn cảnh bốn phía. Đây là đâu, hắn nhanh chân mà đi, đi ra khu vực biển lửa, làm hắn hao phí trọn vẹn thời gian hơn một năm, nơi này chỉ là biển lửa, cái gì khác cũng không có, dù là nhị bộ thiên tôn tiến đến cũng quá sức. Cái này có thể tính là thiên địa hiểm cảnh, thiêu đốt cũng không phải quy tắc, mà là lực lượng vị diện lấy hình thức hỏa diễm bạo phát năng lượng ra. Vô luận là hỏa, băng, lôi điện hay những quy tắc khác, đều là một loại hình thức biểu hiện của năng lượng, đây là ngõ lý một mực nhấn mạnh. Lúc này Lăng Hàn mới đi vào vị diện cao cấp hắn muốn đi, cái này được xưng là cực hỏa vị diện, ở trong vị diện cao cấp, nó xếp thứ 19, vẫn là cực kỳ gần phía trước. Hắn để chúng nữ ra, sau đó một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tìm kiếm vệ kim thiết. Vì cái gì tuyển vị diện này? Bởi vì số lượng thiên tôn ở vị diện này đi ra ít nhất, khả năng nơi này còn có phệ kim thiết xác suất liền muốn cao hơn. Đám người không ngừng tìm kiếm, thuận tiện tu luyện, cái này dù sao cũng là vị diện cao cấp, linh khí sung túc. Một năm rồi lại một năm, bọn hắn không ngừng tìm kiếm, không sai biệt lắm 7 vạn năm sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được một khối phệ kim thiết, nhưng lăng hàn vẫn chưa đủ, hiện tại ngoại trừ nữ hoàng, còn có hổ nữ A. Về phần đại hắc cẩu, vũ hoàng, lăng hàn liền không quan tâm, cũng không thể mọi chuyện đều từ hắn đến giải quyết. Hắn lấy ra đại lượng thần thiết cho phệ kim thiết thôn phệ, lấy hắn tài đại khí thô hiện tại, muốn để phệ kim thiết tấn cấp thật sự là việc nhỏ, chỉ bất quá mấy ngàn năm mà thôi, phệ kim thiết đúc thành bảo kiếm liền thành công biến thành thiên tôn bảo khí. Thanh kiếm này cho nữ hoàng, hổ nữ không tranh nổi, ai bảo nữ hoàng chuyển ra nữ nhi bảo bối, chân đến hổ nữ không có tính tình, chỉ có thể yêu cầu lăng hẳn cố gắng nhiều hơn, để nàng cũng nhanh sinh một bảo bảo, nhưng bọn hắn ở chỗ này lại tìm hơn 7 vạn năm, lại vẫn không có kết quả gì, thế là bọn hắn liền đi vị diện kế tiếp. Lần này Lăng Hàn không có trực tiếp xuyên thẳng qua vị diện, hắn quyết định, chỉ cần không phải bất đắc dĩ, hắn liền đàng hoàng theo thông đạo hai giới mà đi. Ở vị diện này bỏ ra hơn 60 vạn năm, bọn hắn rốt cuộc tìm được một khối phệ kim thiết, hổ nữ mừng khắp khởi cầm tới, bản thân ôn dưỡng. Trước đó bọn hắn đều có một mục tiêu rõ rệt, nhưng bây giờ đã tìm được hai kiện trí tôn bảo khí đột nhiên liền trở nên không có việc gì. Chúng ta bây giờ làm gì? Chúng nữ đều nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ nói, về viêm xương vị diện xem một chút đi, rời đi lâu như vậy, không biết nơi đó lại có biến hóa gì. Hơn nữa, chúng ta muốn thu hoạch được càng nhiều thiên tôn ký hiệu, cũng phải về nơi đó. Chúng nữ đều gật đầu, các nàng biết Lăng Hàn có thể qua lại không gian, không cần lo lắng sẽ bị cường giả đánh lén. Lăng Hàn an bài bọn người phụ mẫu ở vị diện này, chờ hắn giải quyết vấn đề ở viêm xương vị diệt, sau đó lại mang bọn hắn trở về. Lại mấy ngàn năm sau, Lăng Hàn cùng chúng nữ đi qua từng vị diệt, một lần nữa về tới viêm xương vị diệt. Lăng Hàn rất điệu thấp, bây giờ không có cuồng loạn uy hiếp, các lộ thiên tôn liền tiến vào tiết tấu nội đấu, không có cách, thiên tôn cũng có tư tâm, có vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện cho hậu nhân mình, có thì đoạt thiên tôn ký hiệu. Nguyên bản cuồng loạn là một áp lực, khiến cho chư đại thiên tôn nhất định phải đoàn kết, nhưng bây giờ áp lực này biến mất, lòng người tự nhiên cũng tan rã lăng hàn đi thiên hạ đệ nhất võ viện trước rất lâu không có nhìn thấy nữ nhi hắn cực kỳ tưởng niệm bất quá hắn đi vào võ viện mới phát hiện vồ hụt lăng hy ra ngoài lịch luyện a à, đây không phải tiểu hàn tử sao ở phía sau hắn vang lên thanh âm của đại hắc cầu lăng hàn xoay người lại Chó chết người thật giống như lại mập a cẩu ra rất thon thả đại hắc cầu đứng thẳng đi tới vỗ vai lăng hàn nghe nói ngươi đang bị người truy sát ha ha đây thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm a lang hàn lắc đầu tiểu tử ngươi đã coi như vận khí tốt cầu ra nghe nói tình huống giống như ngươi rất nhiều mà thiên tài mất tích càng đếm không hết đại hắc cầu nói